tiền thân của ngài là con gái của bà La Môn, muốn đổ cho mẹ mình, mẹ của mình đang đọa trong địa ngục, ngài muốn đổ cho mẹ làm sao nhỉ? Nhất tâm lễ Phật, thậm chí là còn bán cả gì nhà cửa ruộng vườn để hồi hướng cho cha mẹ, cho người thân. Nhưng thôi, ở đây thì tôi không bắt các quý vị phải bán nhà cửa đâu. Nhưng mà cái gì quý của mình nhé, mình giữ hàng ngày, mà mình nhé yêu chuộng, quý kính nó, mình sẵn sàng xả vì cha, vì mẹ, vì người thân của mình thì mới được. Ví dụ chẳng hạn, đơn giản, nó chỉ là 1 triệu, 2 triệu bạc thôi. Tôi khuyên ta, cái mà mình quý từ khi, có khi thật thì nó để 2, 3 đời nay, 4, 5 đời nay, cứ gì, bà truyền cho gì, cho mẹ truyền cho chúng ta, 3 đời và chúng ta cũng nghĩ xong đời chúng ta không truyền cho con nữa. Nhưng bây giờ hiểu Phật Pháp, mình muốn cho ông bà cha mẹ tổ tiên của mình được siêu thoát, một cái đôi khuyên tai, xin tôi các vị, nó cũng chỉ đáng một vài triệu thôi. Nhưng mà đây là cái tâm của mình, mình sẽ gì không truyền nữa, mà mình gì siêu độ báo hiếu cho cha mẹ cửu huyền tất tổ của mình là sớm được siêu thoát. Làm một cách nào? Có thể như trong kinh Địa Tạng nói là đem cúng dường gì tôn tượng của chư Phật và Bồ Tát, hoặc rằng gì phóng sinh tu húc, hoặc rằng gì sắm sửa trai nghi, tức là đồ ăn thức uống để cúng dường trai tăng, hoặc rằng ấm tống kinh điển để truyền bá Phật Pháp, đem công đức đó hồi hướng siêu độ cho gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta. Thì Phật tử này hỏi muốn được siêu thoát cho các vong linh người nhà thì phải làm sao? Mà đây tôi lấy một cái ví dụ như thế, chứ không phải là các vị có khuyên tai, ai đeo khuyên tai, ai đeo vòng cũng phải đem gì đem để làm cái việc đó. Đây ý tôi nói là mình phải dốc kiệt lòng thành, dốc chọn lòng kính để mà làm cái việc đó thì sẽ được như nguyện thôi. Bằng không thì các quý vị để phát nguyện tụng kinh, nhất tâm phát nguyện tụng kinh ngày 3 thời hoặc ngày 2 thời tụng kinh niệm Phật, cứ nhất tâm như vậy hồi hướng hết ngày này qua tháng khác, thì khi mà đủ duyên lành, đủ công đức thì sẽ giúp được người thân chúng ta để siêu thoát. Trong kinh Địa Tạng nói bình thường ra chúng ta chả bao giờ thấy các vong linh người thân chúng ta về báo mộng hay về cái gì cả. Nhưng chúng ta tụng kinh Địa Tạng hồi hướng một thời gian, tự nhiên thấy người thân của chúng ta chết đã lâu rồi về báo mộng, hoặc là đi về cho chúng ta thấy mặt thôi. Đó là hiện tượng gì? Hiện tượng họ đã được gì? Thoát khỏi ở dưới đường địa ngục ngạ quỷ, và họ được gì? Được đi sống, họ được tự do ở dưới quái âm và mới đến đấy lên để báo cho mình. Các vị biết giống như người mà bị phạm tội, bị nhốt ở trong tù, họ có về thăm gia đình được không? Họ có được về phép không? Người đi tù có được về phép không các Phật tử? Vì sao? Vì họ mất hết quyền gì ạ? Mất hết quyền công dân, cho nên không có cái chuyện là người đi tù được về phép. Nhưng người đi nghĩa vụ quân sự có được về phép không? Có. Người đi công tác có được về phép không? Có. Đấy, người đi công tác, đi nghĩa vụ quân sự thì quyền công dân của họ, cái quyền, tất cả mọi quyền công dân của họ vẫn còn, cho nên thì họ một năm họ có thể xin đơn vị về phép mấy ngày. Người đi làm công chức nhà nước cũng được nghỉ phép gì, ngoài cái nghỉ phép thứ bảy chủ nhật ra thì họ còn một năm còn được 7 ngày hoặc bao nhiêu ngày nghỉ phép nữa, họ dồn lại họ có thể ở nhà xa, có thể về thăm người thân được đó. Như đấy là còn quyền công dân. Trường hợp với các vong gia đình chúng ta mà có người mất từ lâu rồi mà không thể nào về báo được, chúng ta không có một tin tức gì. Có những trường hợp thì họ đi gì, đi đầu thai lên quái lành rồi, hoặc họ làm người, làm súc sinh rồi thì không thể làm súc sinh, làm một con gì, con lợn lên một con trâu rồi đi gì, đi về báo tin được, rất khó. Trừ những trường hợp đặc biệt, ngoại lệ thì có thể có, nhưng mà đấy thì ít lắm. Hoặc là họ đi đầu thai về cõi khác rồi, đang làm con người rồi, thậm chí họ làm con người, người hàng xóm ngay bên cạnh nhà chúng ta, hàng ngày chúng ta vẫn thấy ở đấy, nhưng mà thì chúng ta không có tuệ nhãn, không có thiên nhãn, cho nên không nhìn thấy, không biết được đấy là quyến thuộc ở kiếp trước của chúng ta. Cho nên coi như một bà hàng xóm thôi, một ông, một anh, một chị hàng xóm thôi, vẫn thân thiết, vẫn gần gũi nhau, có một tình cảm đặc biệt, nhưng mà không nhận được ra nhau, đó kiếp trước là vợ con, ông bà, cha mẹ, một thân quyến thuộc, bây giờ lại thành hàng xóm, vẫn thấy nhau đấy. Nhưng do không có tuệ nhãn, không có pháp nhãn, không có thiên nhãn, không có thần túc thông, túc mệnh thông, cho nên không biết được đấy là người thân của chúng ta. Cho nên khi chúng ta đọc tụng kinh Địa Tạng mà thấy được người thân chúng ta mà về mà cảm ơn, hoặc về cho chúng ta nhìn thấy người thôi. Hôm trước chúng tôi
xuống giảng ở 2 tháng trước ở dưới Thạch Thất, dưới cái chùa Đại Đồng, chùa Bảo Quang. Có một Phật tử nói rằng về mới tụng kinh có 21 ngày, thì tự nhiên là thấy ông nội của chồng đi về cảm ơn và báo mộng rằng nhờ có thì có các con các cháu mà tụng kinh niệm Phật mà ông được thì ông được giải thoát, và ông đi về để cảm ơn con cháu và ông đi đó. Tụng kinh xong rồi đêm về 21 ngày sau thì thấy ông cụ, ông nội của chồng ấy về nói thẳng như thế và ra đi. Thế thì hỏi tôi rằng tháng sau lên tôi lên giảng thì bị hỏi là như vậy là như thế nào. Tôi bảo đấy là mừng, đấy là rất mừng, vì giống như người gì, giống như không may mà gia đình chúng ta có một người nào đó phạm pháp bị nhốt đi tù khoảng gì gì đáng nhẽ phải bị 30 năm, nhưng mà bây giờ vào trong tù làm tốt, gia đình chúng ta thì cũng khuyên hóa động viên, thường xuyên vào thăm động viên, một năm vài lần động viên, và cái tù nhân đó, tội nhân đó cũng gì ở trong tù cũng làm rất tốt, chấp hành kỷ cương pháp luật của gì ở trong nhà lao. Cho nên á, 15-20 năm sau gặp vào cái dịp mà chủ tịch nước, bộ công an và đảng nhà nước chúng ta hàng năm thường có một cái đợt gọi là cái đại gì nhỉ, đại ân xá, và được chủ tịch nước thì ký giấy ân xá một cái thì đương nhiên mới 15-20 năm nhưng mà đã được gì, được ra trước vậy, do gì, do làm tốt chấp lao phục dịch, làm các công việc tốt ở trong gì, trong nhà lao vậy, người thân chúng ta cũng quan hệ tốt thì cũng khuyên bảo tốt, cho nên á, cái người đó gì, người đó hướng từ một cái chỗ xấu ác, biết ăn năn hối cải cho nên sớm được tha, thì họ mới có về, có thể về, mới có thể về với gia đình chúng ta, đúng không? Chứ không có cái chuyện là đang ngồi trong tù mà được ra ra chơi, đã được về. Cái đấy là trường hợp đó là mừng. Vậy á, đây trường hợp Phật tử nói muốn làm sao để cho các vong được siêu thoát thì có rất nhiều cách, nhưng về bố thí, phóng sinh, cúng giảng, tu phúc, đọc tụng kinh Đại Thừa, nhất tâm hồi hướng siêu độ cho các cụ. Tụng kinh xong chúng ta phải nán lại 5-3 phút để hồi hướng. Cầu nguyện đầu tiên là mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiện Thần gia hộ cho. Cái những vong linh tên là gì đó mà mình không biết hết thì cứ đi vong linh nội ngoại gia tiên cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp của chúng con, nhờ vào công đức tụng kinh niệm Phật này, phóng sinh tu phúc vân vân này mà sớm được đi, sớm được thoát khổ trong tam đồ lục đạo, sớm được sinh trời người, sớm được gặp Phật pháp, sớm được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Đó là cái cách gì chúng ta hồi hướng cho vong linh chúng ta, người quyến thuộc, rồi sau đó thì chúng ta mới hồi hướng cho người thân chúng ta, muốn cầu nguyện cho ai được mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống thì chúng ta mới tiếp tục hồi hướng theo, hồi hướng tiếp theo đó. Còn Phật tử nếu mà là muốn đưa vong vào chùa thì phải làm thế nào? Cái này thì cũng đơn giản thôi, ví dụ vào cái dịp chuẩn bị đến rằm tháng 7 đấy, đây nè, thì lễ hội Vu Lan, lễ Vu Lan báo hiếu thì kể cả chùa đây cũng có, Phật tử gần đây thì làm ở đây, Phật tử trên Tản Biên làm Tản Biên, Phật tử ở Khai Nguyên làm Khai Nguyên. Nhưng mà cái ngày pháp hội chính, 3 ngày pháp hội trung phong là cái pháp hội thủ thắng, thì chúng ta nên cùng với quyến thuộc họ hàng chúng ta để cùng nhau đóng bè tập phúc, làm bài vị, làm sớ, làm lấy vài mâm cơm chay, 3 mâm cơm chay có điều kiện thì cả chi họ chúng ta làm lấy ngày đầu ngày cuối, hoặc cả 3 ngày thì càng tốt, mỗi ngày là 3 mâm cơm chay. Mâm cơm chay cũng đáng là 200.000, mâm cơm thì cũng đáng là bao cả. Cả họ mà không thì không làm được cả 3 ngày thì làm 1 ngày, không làm 1 ngày thì làm một mâm cũng được. Mà chả có mâm nào thì người đến không cũng được. Cân hoa quả là được rồi, mà không có cân hoa quả thì đến không cũng được. Biết chắp gì, biết chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, biết tụng kinh là cũng được rồi. Đó. Thì đấy mình đem cái công đức đó để hồi hướng. Còn những cái cúng phả đổi ra tiên các thứ bình thường thì cũng được, nhưng cái đó cái công năng của nó thì ít lắm. Vì sao? Thì có mấy vị sư cúng thôi, có mấy Phật tử cúng thôi. Nhưng cái này pháp hội trung phong á, hàng mấy chục vị sư cúng, hàng 4-5 ngàn Phật tử thì đồng niệm trợ duyên, cho nên cái sức mạnh của nó là gấp bội phần. Vì vậy mà vào cái pháp hội đó thì trường hợp này chúng tôi khuyên là nên bố trí thời gian đến để làm cái lễ đó sẽ tốt hơn. Câu thứ 3.
Đại tràng hỏi là, có người hỏi là hai vợ chồng con cùng tụng kinh Địa Tạng theo chùa, nhưng do tính chất công việc, buổi sáng con tụng kinh cùng chồng quyển thượng, đến tối thì tụng tiếp hai quyển còn lại. Nhưng mà nhiều hôm buổi tối do con phải dạy cháu nhỏ học bài nên không tụng cùng chồng được hai quyển, không tụng cùng chồng được nốt hai quyển. Đến sáng hôm sau con lại cùng tụng với chồng quyển thượng, như vậy có công đức không? Con có bị phạm tội gì không? À, không sao, tùy duyên đi. À, người học Phật, người tụng kinh ấy, cũng giống như gì? Giống như người ăn mía. Tôi lấy một cái ví dụ như vậy cho các Phật tử biết. Giống như người ăn mía, ăn khúc gốc, à, khúc giữa hay là khúc ngọn thì đều gì? Tất cả đều gì? Đều ngọt. Nên có cái khúc ngọn á, mình ăn một cái khúc ngọn á, mình khúc ngọn không á, thì gì, nó có thể nhạt hơn một chút. Hoặc ăn mình khúc gốc không á, thì nó gì, nó có thể hơi rắn hơn một chút. Nhưng mà gì, vẫn là cây mía ấy, nó vẫn gì, có vị ngọt. Phật tử tụng được quyển thượng thì Phật tử có gì? Có công đức của quyển thượng. Tụng được quyển trung thì thêm công đức của... Tôi lấy một cái ví dụ như tụng quyển thượng, mình quyển thượng không á, thì có công đức gì? Của ngọn mía chẳng hạn. Tụng quyển trung thì gì? Có thêm công đức của khúc giữa của cây mía. Tụng quyển hạ thì Phật tử có thể thêm cả cái gì, cái gốc của cây mía. Tụng trọn cả ba quyển tức là Phật tử có công đức gì? Giống như ăn trọn cả cây mía vậy. Đó. Còn tụng được một quyển thì thôi, coi như mình ăn gì? Ăn một khúc của một cây mía. Không có tội gì đâu. Chắc chắn Phật không bắt tội chúng ta. Này Phật tử kia, nhà ngươi tại sao lại dám phạm thượng với ta như thế? Nhà ngươi tại làm sao chỉ có tụng quyển thượng mà không tụng quyển trung quyển hạ? Ta sẽ bắt phạt ngươi. Không có cái chuyện đó. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng gì, cũng không đến cầm cái tế trượng mà giống xuống ngay trước thì mặt chúng ta mà bảo, chỉ mặt ta mà bảo gì, tại sao ngươi gì, ngươi không kính trọng ta trọn vẹn, tại sao ngươi chỉ kính trọng ta có 1/3 mà không gì, không kính trọng ta cả gì, cả 3 phần trọn vẹn? Không có cái chuyện đó. À, cho nên đối với Phật pháp á, là gì, đầu giữa và cuối trong kinh luận nói tất cả đều là thiện. Cho nên là tụng được quyển thượng thì có công đức quyển thượng, tụng được quyển trung có thêm công đức quyển trung, tụng được quyển hạ thêm công đức quyển hạ. Chúng ta hiểu biết được Đức Phật dạy ở trọn vẹn trong bộ kinh để chúng ta thực hành thì công đức chúng ta sẽ sớm được viên mãn. Còn chúng ta chưa được hiểu được hết vì một cái lý do đặc biệt, đó là gì, Phật tử phải chăm các cháu vào buổi chiều buổi tối, cho nên không thể tụng được hết. Có thể chỉ ngày thứ bảy chủ nhật mà con cái nó được nghỉ, nó ở nhà nó chăm con nó, thì mình là bà nội hoặc bà ngoại mới có thể đọc được hết cả bộ thôi, cũng được, không sao. Nhưng ở đây thầy khuyên thêm, không có thời gian tụng kinh suốt cả 3 quyển như vậy thì Phật tử có thể mở cái đài giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Không hoặc là Cố Trưởng lão Hòa thượng Tuyên Hóa, hay là bài giảng của thầy về kinh Địa Tạng cũng được, mở ra mà nghe. Khi trông cháu vẫn có thể nghe giảng được. Nghe giảng tâm chúng ta gì? Khai sáng, tâm chúng ta tỏ ngộ, chúng ta hiểu ra, à, Phật dạy chúng ta như thế. Trong kinh Phật dạy chúng ta làm như vậy. Đọc kinh không chỉ đọc như con vẹt, mà chúng ta phải làm như vậy. Phật dạy như vậy, tổ dạy như thế, và thầy giảng như thế. Chúng ta tin tưởng, học tập và làm theo, thì công đức đấy mới được trọn vẹn. Đó, thầy khuyên Phật tử này thêm như vậy. Phải rằng là con kính bạch thầy, xin thầy bố thí cho con một lời khuyên. Cách đây 5 năm, con gái con bị ma đưa đi giấu, sau đó con đến ông thầy ở Quảng Oai, ông ấy cho con 4 lá bùa về chôn ở cổng và ở giữa và ở cửa bếp và lối ra vườn, mà con gái con nhìn thấy cái bóng đó. Từ đó con gái con đi làm ăn xa, con thấy không gặp may. Vậy con xin thầy bố thí cho con lời khuyên. Ở cái trường hợp này thì Phật tử nói rằng có cô con gái mấy năm trước bị ma giấu. Các Phật tử thấy ma giấu bao giờ chưa? Có không? Thì ma nó giấu thế nào? Không ai ai thấy ma nó giấu thế nào?
Đấy, nếu mà hỏi thấy ma giấu thì hỏi nó giấu thế nào thì không ai trả lời được. Vì sao? Vì đây là cái vấn đề gì ạ? Vấn đề tâm linh. Mà tâm linh thì có dùng bằng con mắt thường để nhìn thấy được không? Không nhìn thấy được. Các vị biết không? Tiểu của thầy cũng bị ma giấu mấy lần rồi đấy. Có. Mấy năm trước có một chú tiểu. Thì không biết nó làm sao. Mọi người đi tìm mãi không thấy đâu. Tìm hết ở chùa Tam Bảo, nhà tổ rồi, nhà pháp hội rồi, ngoài giếng, ngoài ao, ngoài bờ, ngoài bụi, tìm tất tất. Thầy bảo là thế đi về mở trong tất cả các hòm, các tủ rồi gầm ban thờ xem có tìm thấy không. Mọi người không thấy đâu cả. Tìm từ sáng đến trưa, trên chiều, chiều đến tối không thấy đâu. Đến nửa đêm. Thế tự nhiên vẫn cái tủ đấy, mọi người vào mở thì bây giờ nghe lục cục mở ra thấy là trong tủ ấy. Trong tủ quần áo ấy. Mà rõ ràng là lúc thế tôi hỏi là chứ lúc trước tôi bảo đi tìm mở tủ rồi mà sao không thấy. Thế mấy bác hoặc lúc trước con mở, lúc sáng con mở không thấy đâu. Đấy là trường hợp tiểu của tôi, mấy năm trước có một chú tiểu là như thế. Và cái trường hợp này chúng tôi cũng gặp khá nhiều rồi. Để chủ trì 4 năm ngôi chùa cho nên thỉnh thoảng cũng hay gặp những cái trường hợp như thế. Có những trường hợp Phật tử lên nói rằng á, vừa qua nhà con là bị ma giấu ở dưới Quốc Oai ấy. Ở nhà con bị ma giấu, cái hỏi là giấu thế nào? Nhà con á, ngồi thu lu ở trong góc tường mà bao nhiêu người đi qua không có nhìn thấy. Nhưng xong rồi đến mãi, phải đến mấy tiếng đồng hồ sau thì mới có người nhìn thấy với ông ngồi trong góc tường và rõ ràng bao nhiêu người đi qua, xoay đèn pin rồi bấm ngó tìm không thấy. Nhưng mà khi mà xong đó thì thấy thì hỏi ông ở đâu, thế bảo vẫn ngồi ở đấy. Ông vẫn ngồi đấy, thì bảo từ đâu về đấy, nó bảo vẫn ngồi từ trước rồi đấy. Bảo là nhìn thấy mọi người đi qua nhưng mà không thể gọi được. Biết là mọi người biết người nhà đi qua, thấy mọi người xoay đèn vào và định mở miệng ra để gọi tôi ở đây, cứu tôi với, nhưng mà không thể nào mở lời ra được. Có nghĩa là bịt miệng, nó bịt miệng, không thể nói được. Đó, đó là cái trường hợp đấy. Thì nên nói với chúng tôi là xử lý kiểu nào. Thế cái đợt đó tôi về bảo là thôi về thì chắc cũng là do cái nghiệp trước, đời trước kiếp trước do nợ nần người ta nhiều, sát sinh hại vật, rồi gây thù kết oán, khiến cho oan gia trái chủ, bây giờ họ mới đến họ báo oán, họ phá gia đình nhà mình ấy. Thế tôi bảo về thì nơi nên phóng sinh và tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho họ và sám hối cái nghiệp chướng của mình đã gieo tạo nhiều đời nhiều kiếp trước. Thế là về một thời gian sau thì gia đình dần dần cứ ổn dần ổn dần. Cho nên trường hợp này cũng vậy. Cái trường hợp này thì cái bùa nếu mà làm khoảng độ 3 năm trở đi thì không phải lo nữa. Nhưng bây giờ nó còn dư âm là cái chuyện mà làm ăn nó không gặp nhiều may mắn. Đó là sao? Vì nó cũng có thể nếu mà làm bùa làm đèn như vậy, ông thầy phù thủy mà họ thực sự giỏi ấy, nó cũng có âm binh, người ta cài cắm vào. Thì bây giờ cái âm binh nếu mà cái ông thầy đó mà họ không thu về thì nó vẫn còn ở lại trong cái đất nhà mình đó. Âm binh nói thì tôi ví như là các vị cũng có cái người tốt kẻ xấu. Cũng giống như là gì? Đây tôi ví mà phần đại đa số âm binh đó là những người xấu. Những cô hồn ngạ quỷ ma đói, người ta thu nạp bắt ở ngoài đầu đường xó chợ ấy. Trong thầy phù thủy người ta có pháp của người ta. Người ta ra nghĩa địa, họ ra đầu đường xó chợ, người ta thu phục, người ta cho cháo, cho ăn, ăn xong người ta thu phục. Trường hợp nào đi theo, tự nguyện theo thì tốt, mà không theo thì mới dùng cái pháp người ta bắt về, người ta bắt phải theo. Đó, giống như là giang hồ ấy, giống như đại ca giang hồ ấy, người ta cho một đoàn đi thì đi câu những cái bọn thanh niên mà ở trong làng mà lười lao động ấy, chỉ muốn ăn chỉ muốn chơi, nó cho nó cho đến hít mấy tép heroin vào, tức là nghiện một cái là phải theo nó thôi. Mà khi theo nó đương nhiên là quân của gì, quân của nó thôi, nó bảo là phải nghe. Thì ở trong thế giới tâm linh cũng như thế, nó cho ăn cái ma đói ma khát đầu đường xó chợ, ăn xin ăn mày, lang thang ăn trộm ăn cắp ở ngoài đường cũng như thế gian chúng ta vậy. Đến nó thì nó khao quân, nó cho ăn, ăn xong thì đương nhiên phải làm việc cho nó. Thì không làm việc cho nó thì nó lại dùng các thế lực mạnh hơn, giỏi hơn, nó oánh cho, thế là đau thì là phải theo nó. Và khi theo nó rồi thì là quân của nó, thì là gì, nó sai đi đâu thì phải đi. Ví dụ nó đem cái bùa, nó làm một cái lá bùa này, nó mang nó yểm vào đó. Cái lá bùa ví dụ là chỗ này nó cho khoảng độ 5 quân hoặc 10 quân hoặc là 1 quân chẳng hạn, vân vân. Thì đến nơi đó thì chúng ta muốn làm ăn được thì phải nuôi gì? Nuôi họ. Phải nuôi họ làm sao? Ngày nào cũng phải giải gạo, giải muối ra ngoài sân đấy. Thì được. Ngày nào cũng thế,
Nếu gia đình nhà chúng ta mà họ gài bùa gài bèn và gia đình chúng ta là ngày nào cũng làm nắm gạo nắm muối tung ra ngoài sân cho họ, là buổi sáng sớm và buổi chiều tối, thế thì gia đình chúng ta yên. Gia đình nhà nào mà nghi ngờ mà bị gài âm binh cứ làm như thế mà yên là đúng rằng là trong nhà có âm binh. Sáng tối cứ gạo muối làm một đĩa như vậy trộn lẫn với nhau, rắc ra ngoài sân, rắc ra cửa ngõ, sáng làm lần tối làm lần mà thấy yên, y rằng là có âm binh, chắc chắn là họ còn ở trong gia đình mình. Đó. Nhưng cái phương pháp đó là gì? Chúng ta cho họ ăn họ cứ ở mãi đó thôi. Hôm nào mà chúng ta không cho họ ăn hoặc là dần dần nó ở lì trong nhà chúng ta, nó thành gì ạ? Thành quen rồi. Thì chẳng khác gì chúng ta nuôi gì? Chẳng khác gì gia đình chúng ta nuôi một vài kẻ xã hội đen ở trong nhà cho nó ăn, và hàng ngày nó cứ để đến bữa là nó dậy nó ăn, và chúng ta phải đi nuôi gì? Đi nuôi nó. Nay dân quần quần làm cả ngày, gia đình vợ chồng con cái làm cả ngày, nó ở nhà nó ngủ, đến bữa nó dậy nó gì? Nó chém. Hôm nào chúng ta nấu mà gì cơm muộn có khi nó đánh cho quan chúng ta vào một trận, chúng ta lại phải đi xin nó. Đấy. Cho nên cái trường hợp đó gần như là chúng ta làm nô lệ cho họ suốt cuộc đời. Nhưng trong Phật pháp thì có cách gì? Bây giờ có một cái cách rất là tốt, đó là tụng kinh Địa Tạng ở tại gia đình chúng ta. Gia đình Phật tử này thầy khuyên nên gì? Khuyên cả gia đình nên tụng kinh Địa Tạng sáng tối 2 lần. Nếu được ngày 3 lần thì càng tốt. Phát nguyện lấy 100 ngày, sáng chiều tối, sáng tụng quyển thường, chiều tụng quyển trung, tối tụng quyển hạ, ngày tụng 3 lần như thế 100 ngày. Nếu một ngày nào bận thì bỏ đi về mình tụng ngày khác để bù vào đó đủ 100 ngày. Và 100 ngày này thì nhất tâm để hồi hướng cầu Phật Bồ Tát gia trì cho và mình cầu Bồ Tát Địa Tạng và hộ pháp thiện thần này siêu độ cho những cái âm binh ở trong đang canh giữ những cái lá bùa ở trong cái mảnh đất nhà mình đó. Và làm được như thế, khi họ được siêu thoát, họ được siêu thăng cảnh giới đi, thì cái bùa đó chỉ là cái tờ giấy không, và cái âm binh tức là cái binh lính nó cài vào đó, nó được đi siêu thoát. Hoặc nếu mà vị nào ăn ngang bướng thì cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng kêu hộ pháp thiện thần bát bộ kim cương và tứ chấn thiên vương tống khổ nó ra khỏi nhà mình. Giống như mình thì mình báo công an đến, gọi công an đến để tần suất mấy cái kẻ mà ăn không ngồi rồi cứ nằm ở nhà mình ra để chờ ăn hàng ngày á, nó không có quyền hạn gì nhà mình với công an tống nó đi. Đấy, kiểu như thế mình hòa giải hòa đàm với họ mà không nghe thì mình dùng cái biện pháp mạnh, đó là kêu tứ chấn thiên vương và bát bộ kim cương hộ pháp long thần là đuổi họ đi. Giống như mình thì mình mời khéo họ đi, mời chính quyền, mời trưởng thôn đến giải quyết mà họ không đi đó, thì mời công an xã đến thì trục xuất ra đi, vì công an mới có cái nhiệm vụ là trục xuất người. Còn mình thì trưởng thôn thì mấy cái chỉ có giảng giải thôi, hòa đàm thôi, đúng không? Hòa đàm không được thì mời công an xã không được công an huyện tống khứ nó đi. Đó, thì cho nên cái trường hợp này thì nên tụng kinh Địa Tạng, múc 7 chén nước dâng lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Trên ban thờ nên có một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng để trên đó, và ngày đêm 3 thời. Những cái trường hợp mà nặng phải 100 ngày, nhẹ nhẹ thì 49 ngày hoặc 21 ngày là được. Đó. Thì mình cứ nhất tâm đọc tụng như vậy, thanh bông hoa quả thành tâm thôi. Còn cái chén nước thì múc 7 chén dâng lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Trên ban thờ thần linh gia tiên đó, nên thỉnh một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ, kho tượng Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ đặt lên trên đó, treo cao cao trang nghiêm lên trên đó. Và cũng như vậy, cứ hết sáng chiều tối, đến sáng sớm sau thay 7 chén nước ra 1 chén ở giữa, thậm chí là dùng hẳn 3 chén đi. Dùng hẳn 3 chén ở giữa đó để cho ra một cái cốc. Và tụng kinh xong một cái mình đi vẩy hết đất cát nhà cửa của mình, đặc biệt là những cái chỗ nào mình chôn bùa ngày xưa đó. Nếu chôn ở trong nhà thì mình lật cái viên gạch đó lên là tốt nhất. Hoặc là gì mình khoan, dùng cái mũi khoan to to mình khoan nó xuống, xong đổ nước xuống đó. Và tất cả những cái chỗ nào mình đổ chôn bùa ngày xưa mà nhớ, mình cứ vẩy nhiều nước vào đó. Nếu mà mình nhớ thì mình ra mình đổ luôn vào cái chỗ đó là tốt nhất. Để sao ạ? Cái nước đó gọi là nước bát công đức thủy. Do công đức tụng kinh niệm Phật mà để sinh ra cái nước đó, đổ xuống dưới đó, họ tiếp nhận được cái công năng công đức tụng kinh và cái năng lượng gì? Năng lượng tử bi của gì? Của Phật pháp. Và cái vong cái âm binh đó họ sẽ sớm được siêu thoát, sớm được giác ngộ thôi. Còn trường hợp nào bướng thì mình sẽ dùng cái phương pháp cầu nguyện Phật Bồ Tát kêu hộ pháp Thiên Long Bát Bộ là gì? Dẹp họ đi. À, không ở trong nhà mình nữa. Và như vậy là dần dần là gia đình yên thôi. Trường hợp này thì khuyên như vậy. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam mô Đại từ Đại bi Thâm thanh cứu khổ cứu nạn Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các vị liên hữu Phật tử đồng tu, hội đủ duyên lành thì hôm nay phần lớn là các Phật tử chúng ta ở đây đang sinh hoạt ở trong các tổ đạo tràng và tu tập ở chùa ngoài ở Hà Đông, Hà Nội. Chúng ta cũng có một số Phật tử cũng hay sinh hoạt và tu tập ở đây, nhưng chúng ta cũng là có duyên với nhau cùng một cái chí nguyện, đó là tầm cầu giáo lý của Đức Phật và tu tập phát nguyện mong một đời được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc khi xả bỏ báo thân này. Cho nên chúng ta thì cũng kết thành những pháp lữ đồng tu để cùng sách tiến động viên nhau trên con đường tu tập. Thì hôm nay thì các Phật tử về đây lễ Phật lễ Tổ thì cũng có những lời thỉnh cầu để chúng tôi giải đáp một số những cái thắc mắc của các Phật tử cũng như là gia đình các Phật tử còn chưa được thông tỏ, thì chúng tôi bằng những cái kiến thức sở học nhỏ nhỏ của mình thì cũng tùy theo câu hỏi mà cũng trả lời cho các quý vị. Thì vị nào mà hoan hỷ thì chúng ta y giáo phụng hành tu tập cho tốt, còn vị nào chưa được hoan hỷ thì có thể chúng ta gặp các bậc cao tăng thạc đức, chư tôn đức trưởng lão, hòa thượng thường tọa, ni trưởng ni sư, cao tăng đắc đạo ở trong giáo hội, các chúng ta tiếp tục tham vấn và thưa hỏi để các ngài có thể khai thị cho chúng ta. Học Phật là phải bao giờ tâm chúng ta phải được thông tỏ thì mới thôi. Ngày xưa các tổ gọi là đại triệt đại ngộ. Các vị thiền sư ngày xưa đi sam thiền học đạo, nhưng ngài Triệu Châu đến năm 80 tuổi xuất gia từ bé, nhưng mà đi tu sam thiền học đạo đến năm 80 tuổi ngài vẫn đi hành khước. Đi hành khước tức là đi cầu đạo. Cứ ở đâu nghe các vị tôn túc trưởng lão mà giỏi, bất cứ vị đó mới là 3-40 tuổi, nhưng mà ngài là một vị đại lão hòa thượng 80 tuổi vẫn đi đến đỉnh lễ quỳ gối ở dưới pháp tòa để nghe pháp. Đấy là gọi là kính pháp vậy, tôn nhân vậy. Ngài là bậc trưởng lão xuất gia 80 tuổi, trong đó thì có hơn 60 năm xuất gia rồi, mà ngài nghe các vị pháp sư nào ở đâu mà đạo cao đức hạnh tuyệt vời thì ngài vẫn đến để sam cầu học đạo. Cho nên ở đây chúng ta học Phật, quan điểm của chúng tôi ở đây là cho các Phật tử đi các nơi để sam học. Tôi không có giữ Phật tử một chút nào. Các Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông hoặc hội mà bất cứ ở đâu tổ chức pháp hội hay tổ chức khóa tu, tôi khuyến khích. Ví dụ ở đây các Phật tử sinh hoạt ở trong đạo tràng của chúng tôi ở đây rất đông, mà các Phật tử bảo là lên đây xa quá, thầy tổ chức khóa tu ở đây các thầy còn đang làm Phật sự xa quá, mà mỗi tháng thì thầy chỉ tổ chức cộng tu có một tuần vào cuối tháng từ 22 đến 28 mà lại tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật. Chúng con muốn là niệm Phật nhiều hơn. Có cụ có Phật tử hôm nay chúng con cao tuổi rồi, mắt mờ rồi, không nhìn thấy chữ nữa cho nên không đọc được kinh, muốn niệm Phật. Thầy bảo nếu muốn niệm Phật thì ở dưới chùa ngoài ngày nào cũng niệm Phật. Đi xe buýt các Phật tử rất gần, gần hơn ở đây, cho nên các Phật tử cứ bắt xe buýt đến đó vào đó niệm Phật, cộng tu với đại chúng. Đó. Cho nên quan điểm của thầy là tu không nhất thiết là mình cứ phải là theo tuyệt đối một thầy, mà nơi nào tu theo chính pháp thì chúng ta có thể tham vấn và chúng ta có thể đến để cộng tu, để cho gieo duyên. Ví dụ như cũng tương tự như vậy, quốc độ Sa Bà của chúng ta là cõi hóa độ của Đức Phật Thích Ca. Vậy mà tại sao Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Dược Sư rồi hằng hà sa số các Đức Phật ở cõi tịnh độ khắp mười phương lại về thế giới này để dùng cái hóa thân để hoằng pháp, để tiếp dẫn chúng sinh? Hay là Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài là một vị đại Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, tại sao ngài lại sang thế giới này thì hiện ra các hóa thân để phổ độ chúng sinh ở thế giới này? Đó. Cho nên học Phật chúng ta không được vướng mắc là đệ tử quy y với thầy nào thì chỉ được sinh hoạt ở chùa đó. Mà khi mà không may cái chùa đó mà xảy ra chuyện gì, hoặc cái sư thầy đó hoặc là viên tịch đi, chúng ta không còn chỗ bám víu nữa, chúng ta là bỏ đạo. Hoặc là chúng ta tin tưởng vào một cái thầy nào đó tuyệt đối, mà khi không may cái thầy đó mà
tu tập mà cái nghiệp nó đến, mà hoặc là không tu được, hoặc là tu nó sai đường, lạc lối của chính pháp á, thì chúng ta nghĩ rằng thầy mình còn như thế, huống chi là mình, và mình bỏ đạo. Như vậy là chúng ta mất đi các cơ hội được thân người, là khó được gặp Phật pháp càng khó hơn, và được tu tập trong chính pháp của Phật là càng khó hơn nữa của mình. Cho nên cái này thì quan điểm của chúng tôi thì các Phật tử chúng ta đi, gọi là đi, ngày xưa các tổ gọi là đi sam thiền học đạo, đi sam thiền học đạo, hay còn gọi là đi hành cước. Đi hành cước, hành cước tức là đi bộ. Ngày xưa các cụ đi bộ và đi hành cước, cứ ở nơi nào có đạo tràng, có các bậc tôn túc trưởng lão cao tăng thạc đức mở pháp, khai mở pháp bảo pháp tạng để giảng dạy, các vị đều đến nghe cả. Và bây giờ thì tôi cũng mong là các Phật tử chúng ta với cái tinh thần học đạo như thế thì chúng ta mới viên mãn được cái bồ đề tâm của mình. Đấy, giống như trong kinh Hoa Nghiêm, thiền tài đồng tử là đi học với 53 vị thiền tri thức. Ngài thiền tài đồng tử là đệ tử của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rồi. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát được gọi là một vị đại Bồ Tát trí tuệ bậc nhất trong các vị Bồ Tát. Thanh Văn thì Xá Lợi Phất, còn Bồ Tát thì là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Làm gì có chuyện mà Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát không đủ trình độ để dạy cho đệ tử của mình là thiền tài đồng tử. Nhưng tại sao Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lại dạy thiền tài đồng tử là một vị đệ tử xuất sắc của mình? Là gì? Ông nên đi sam học với tất cả các vị thiền tri thức trong kinh Hoa Nghiêm, đó là gì? 53 vị thiền tri thức. Thậm chí có những vị thiền tri thức đó không phải là đạo Phật, mà gì? Đạo Bà La Môn. Có những vị là thờ gì? Là theo các tôn giáo khác. Nhưng mà gì? Thiền Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát dạy đệ tử xuất sắc của mình nên đến đó để gì? Để cầu học. Muốn thành Phật thì phải viên mãn gì? Viên mãn trí tuệ và viên mãn công đức. Mà viên mãn trí tuệ thì không chỉ cái trí tuệ xuất thế gian, mà trí tuệ thế gian cũng phải học để biết. Thậm chí là thiền tài đồng tử đến học với cả những vị gì? Cả những vị là đại tướng quân. Đại tướng quân để học những cái binh pháp, những cái này nọ của các vị, để họ học binh pháp để chiến đấu. Còn người xuất gia thì học binh pháp để gì? Để hộ quốc an dân. Học binh pháp để khuyên các vị vua chúa là dùng tâm từ để đối xử với thì với kẻ địch, vân vân. Cho nên là cái này thì chúng ta phải thấy rằng học Phật đó là phải nương vào kinh, nương vào kinh Đức Phật đã dạy. Còn tất cả những lời giảng của các vị hòa thượng, các vị thượng tọa, các vị pháp sư đều là phương tiện. Ví dụ tôi bây giờ tôi phát nguyện là hành trì và giảng giải, cũng như là khuyến hóa các Phật tử đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng 3 năm, nó cũng chỉ là phương tiện. Hay là động ra cho đến Hòa Thượng Tịnh Không khuyên chúng ta là gì? Chuyên đọc tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, nó cũng chỉ là phương tiện. Tất cả cái đó chỉ là phương tiện. Đã gọi là phương tiện đó, thì nó có thể hợp với người này nhưng không hợp với người kia. Cụ thể có những người tụng kinh Địa Tạng một tuần, hai tuần, họ thấy rất hoan hỷ. Một năm nay họ thấy đại hoan hỷ. Gia đình họ giải quyết được rất nhiều những cái công việc mà trước đây họ tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh Dược Sư, thậm chí là tụng kinh theo Hòa Thượng giảng ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Họ tụng kinh Vô Lượng Thọ 3 năm nay rồi mà không giải quyết được vấn đề gia đình của họ, cái vấn đề mâu mắc trong gia đình, nội bộ trong chuyện cuộc sống gia đình của họ như đất cát nhà cửa, rồi vợ chồng con cái lục đục vân vân, không giải quyết được. Mà mặc dù họ tụng một cái bộ đại kinh như vậy, một cái bộ kinh mà mười phương chư Phật đồng hiện ra tướng lưỡi tán thán khen ngợi và hộ trì như vậy, tại sao họ không giải quyết được những vấn đề nhỏ nhỏ trong gia đình? Vì cái duyên của họ, cái phúc báo của họ, gọi là nhân duyên của họ vậy, nó chưa hợp với cái pháp đó, chưa đến lúc hợp với cái pháp đó. Chứ không phải là pháp đó không mầu nhiệm, pháp đó là không rốt ráo. Chúng ta phải hiểu rõ cái điều này. Mà cái phúc của chúng ta, tôi lấy một cái ví dụ giống như đứa trẻ mới đang học gì lớp 1, lớp 2, lớp 3, đem cho những bài toán, bài văn, bài lý của lớp 5, lớp 7, lớp 8, làm sao nó học được? Cũng là đi học. Bảo lên, bảo một đứa trẻ học lớp 3 lên ngồi học với các anh các chị lớp 10, làm sao nó hiểu được? Trừ những trường hợp thần đồng. Thần đồng thì chúng ta biết cả thế giới có khi vài năm mới xuất hiện một trường hợp, thậm chí hàng trăm năm mới xuất hiện vài trường hợp. Nhưng chúng ta có phải là thần đồng không? Nếu không phải là thần đồng thì chúng ta phải
phải xem cái nhân duyên của chúng ta học cái gì phù hợp với cái phúc báo của chúng ta. Phù hợp thế nào là phù hợp? Chúng ta tụng kinh mà thấy an lạc, tụng kinh mà thấy trí tuệ khai mở, tụng kinh mà thấy cái tâm từ bi của chúng ta ngày một lớn thêm, tụng kinh mà thấy gì, hoặc niệm Phật mà thấy tâm của chúng ta an, không vọng động, không tán loạn và không ngủ gật, rồi không bệnh tật, vân vân, thì đó gọi là gì? Chúng ta, duyên của chúng ta hợp với bộ kinh đó, hợp với pháp môn đó, thì chúng ta cứ thế chúng ta theo. Theo bao giờ chúng ta thấy học thuộc rồi, thông tỏ rồi, thì chúng ta có thể gì? Cầu các vị sư phụ mà chúng ta tin chúng ta theo đó giảng dạy cho chúng ta thêm những pháp gì thâm sâu huyền diệu hơn ở trong Phật pháp, để cho chúng ta gì làm cái tư lương hành trang, tăng trưởng công đức, và đi về các sau khi vãng sinh thì được về các phẩm vị cao hơn. Bình thường có thể chúng ta chỉ học như thế này, tu như thế này, chỉ vãng sinh và hạ phẩm, hạ sinh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm thượng sinh thôi. Nếu chúng ta làm tốt hơn thì chúng ta có thể được lên trung phẩm trung sinh, trung phẩm hạ sinh hoặc trung phẩm thượng sinh, thậm chí là lên thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, và mau thành Phật hơn. Đương nhiên càng lên phẩm vị cao thì chúng ta càng nhanh thành Phật, địa vị chúng ta càng cao thì chúng ta phúc báo trí tuệ càng lớn và càng gần gũi A Di Đà Phật, gần gũi và luôn luôn được nghe pháp thân của A Di Đà Phật thuyết pháp cho chúng ta nghe. Đó, cho nên đấy cũng là cái lời đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắn nhủ tới các Phật tử trong, ở đây là mấy đạo tràng chứ không phải một đạo tràng, nhưng mà bây giờ chúng ta đang sinh hoạt với, phần lớn là sinh hoạt với một tổ ở chùa ngoài chúng ta, nhưng mà ở đây thì nếu xét về đạo tràng thì cả đạo tràng Phật tử chùa Khai Nguyên thì ở đây cũng có tu với chúng ta này. Vì thầy cũng hướng dẫn các Phật tử muốn niệm Phật đi cho gần, thuận tiện bến xe đi cho gần mà niệm Phật cả ngày được ấy, thì cứ vào chùa ngoài. Thầy không có phải là các Phật tử ở Khai Nguyên thì chỉ được đến Khai Nguyên, không được đến chùa ngoài, không có. Đó. Cho nên đấy là phải khẳng định cho với chúng ta, với cái quan điểm tu tập của đạo tràng chùa Khai Nguyên ở đây như thế. Một Phật tử nữa hỏi A Di Đà Phật, con bạch thầy, con xin thầy giải đáp giúp câu hỏi của con về gia đình nhà chú con. Chú con là em út trong gia đình nhà con, bố con là anh cả. Phải nói rất là rõ. Trước đây khoảng 10 năm, chú con là một cán bộ lâm nghiệp. Bây giờ chú con đã về hưu, nhưng thời gian này chú con làm nghề giết mổ và nhận làm cố cho các cơ quan cá nhân đặt nên chú con giết mổ rất nhiều, từ thịt chó, thịt gà, thịt mèo, thịt lợn, thậm chí thịt cả ngựa để nấu cao, và có lần làm thịt cả ngựa có thai. Giờ đây chú con bị ung thư phổi. Hai người con trai thì lấy vợ mấy năm rồi mà không sinh được con. Gia đình luôn lục đục, đã đi nhiều đền phủ cầu xin nhưng không hết. Bây giờ con phải làm sao? Mong thầy chỉ giúp cho con để con nói với chú con cho gia đình con bớt nghiệp chướng này ạ. A Di Đà Phật. Chúng ta thấy không? Tất cả không phải gia đình, riêng gia đình nhà Phật tử, người thân gia đình Phật tử này đâu. Không phải riêng ông chú của Phật tử này đâu. Mà các Phật tử cứ nghiệm, chiêm nghiệm lại hàng xóm nhà mình, trong thôn nhà mình, khu phố nhà mình, trong làng, trong xã nhà mình, tất cả những người làm nghề sát sinh đều giàu rất nhanh, nhưng mà lụm cũng rất gì, bại cũng rất gì, rất trắng. Giàu phất lên thật nhanh. Thậm chí đang ở ngôi nhà cấp 4, chỉ 2-3 năm sau có nhà gì ạ, nhà 2-3-4-5 tầng luôn. Thậm chí có cả ô tô, xe máy đẹp để đi luôn. Nhưng mà chỉ khoảng 10-15-20 năm sau là cùng thôi. Con cái, hoặc là con cái phá, hoặc là sinh ra bệnh tật, hoặc sinh ra gì, vợ đi ngoại tình, hoặc chồng đi gì, đi kiếm bổ. Và gia đình tự nhiên sinh ra lục đục, thậm chí là tan nát. Đấy chỉ là mới là cái nhân thôi các quý vị. Còn cái quả về sau á, nó mới là khủng khiếp. Khủng khiếp làm sao? Trong kinh
kinh Địa Tạng Đức Phật cũng nói rồi, mà rất nhiều những kinh điển đại thừa Đức Phật cũng đã nói, những người làm nghề sát sinh sau khi chết đi thường đọa trong tam đồ ác đạo, tức là gì, là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Ngày xưa ở bên Trung Quốc có ông Trương Thiện Hòa làm nghề giết heo, mổ lợn, mổ trâu, mổ bò hàng ngày đó. Khi mà còn khỏe thì ông này không có tin Phật pháp. Ông này giết gà mổ lợn làm cái nghề sát sinh cho nên ông chẳng sợ. Thậm chí thì vợ ông đi chùa, ông còn cấm đoán và bảo rằng á, tao làm vất vả hàng ngày, mày cứ đem tiền của tao đem ra cúng gì mấy cái ông sư đầu chọc ở ngoài chùa. Thế đấy. Và cấm không cho vợ đi chùa. Các vị biết không? Nhưng mà khi về già, ông nằm ốm liệt giường liệt chiếu. Trên thân thể của ông á, tự nhiên những cái gì mình gọi là những cái, nó không phải bệnh hủi đâu, mà tự nhiên nó cứ nổi lên những cái u, cái nhọt á, nó to tướng hết khắp cơ thể. Và ông rên la thảm thiết cả ngày lẫn đêm. Cái mùi tanh hôi đến thì đến nồng nặc, vợ con cũng không gì, không hầu hạ được nữa. Và cái mùi khủng khiếp, chúng ta biết cái mùi hôi, mùi thối ở trên cơ thể con người ta mà, nó chẳng kém gì mùi cóc chết. Các cụ, các Phật tử chúng ta ngửi thấy mùi cóc chết bao giờ chưa? Hả? Mùi cóc chết á, cái mùi thối của nó hơn tất cả các loài vật khác chết. Con trâu, con bò hay con gì, con cá nó chết thối, nhưng mà cái mùi thối của nó chúng ta còn gì có thể chịu được một chút. Một chút những cái mùi cóc chết các quý vị ạ. Con chuột chết trong nhà mùi nó ghê rồi, nhưng con cóc chết trong nhà mùi nó còn khủng khiếp nữa. Vì sao? Con cóc nó có cái chất gì ạ? Chất cực độc ở trên gì? Trên da, trên thân thể, trên gan của nó, trên phổi của nó. Cho nên á, khi nó chết cái chất độc nó phát tác ra. Vì vậy mà cái mùi thối của nó là khủng khiếp. Nhưng con người chúng ta khi mà trên thân thể lở loét cái mùi thối mà có giòi á, có bọ á, thì vừa tanh, vừa hôi, lại vừa thối, rất là khó chịu. Cho nên vợ con gì cũng không thể gần gũi hầu hạ ông ấy suốt được nữa. Vì vậy mà ông ấy thường đau và rên xiết khóc lóc một mình. May thay cho cuộc đời của ông, đó là gì, một hôm có một cái vị hòa thượng đi khất thực, có cả đi hoàng đi đi hóa duyên, và đi hóa duyên thì mình gọi là đi khất thực đó, đi qua cửa nhà ông ấy, nghe thấy tiếng gì, tiếng rên ở trong nhà là cứu tôi với, cứu tôi với, thế trong người khóc. Thế là ông sư, ông hòa thượng đi ra ngoài cửa tưởng là trong nhà có người bị ốm hay bị đau, bị làm sao, hay là bị gì, bị người bắt cóc hay người gì, hay là người ta muốn giết. Cho nên là vị hòa thượng mới thì đi vào nhà. Vào nhà thì cứ theo cái tiếng rên nữa, thì vào trong thì trong phòng, trong buồng ông ấy thì thấy ông ấy đang nằm rên xiết, thì phải gọi người nhà thì chả thấy ai, về con cái vợ con đi đi làm hết rồi, để một mình ông ở nhà chơi chọi. Vì ông ốm bao nhiêu năm nay rồi không chết mà, thì nhà cũng phải gì ạ, của cải trước đây ông làm được bao nhiêu á, nhà to cửa lớn thì bán sạch, bây giờ chỉ còn cái gì, cái vỏ ngoài nữa thôi, đồ đạc thì cũng đổi nón ra đi để chữa bệnh cho ông hết rồi, nhưng chưa khỏi. Thì bây giờ vợ con cần phải đi làm thì mới có ăn, cho nên nó cũng không ở nhà để ai nhà để chăm sóc cho ông được nữa, cho nên bỏ ông, bỏ mặc ông nằm ở đấy đi làm. Khi vị hòa thượng vào nhìn thấy ông lên xiết như vậy, cho nên nó mới khởi lòng thương từ bi, nó hỏi rằng á, gia đình vợ con nông ở đâu mà có mình ở nhà nằm lên la một mình như vậy, khổ đau thế này, khổ thế này. Thế ông bảo, ông nói lúc đó thấy hòa thượng ông mới rớt nước mắt, mới bảo là gì, sám hối thầy, không giấu gì thầy á, con mấy năm nay ốm đau quặn quẹo gì, tiền của trong gia đình gì đều đội nón ra đi chữa bệnh cho con hết sạch, cho nên vợ con nó phải đi làm thì mới gì mới có ăn. Chẳng giấu gì thầy, trước đây nhà con gì cũng có của ăn của để, nhưng á nay á, con mới nhận ra cái lỗi lầm của mình rằng á, trước đây do gì, sở dĩ nhà con có của ăn của để như vậy, do chúng con thì sát sinh hại vật quá nhiều, cho nên á nay con mới bị quả báo như thế này. Con hiểu là tội của con nó lại còn cấm vợ con đi chùa nữa, đặc biệt là còn gì, là còn xúc phạm hủy báng các sư ở trong gì, ở trong làng nữa, ở gần đây nữa, các chùa gần đây nữa, cho nên nay con biết là con có tội rồi. Rất may là để hòa thượng nay đến nhà gặp con, chắc một cái duyên của con, cho nên thì xin là hòa thượng cho con được thì được sám hối, và nếu mà hòa thượng hoan hỉ thì xin làm cái lễ quy y cho con, vì con bây giờ không có cái gì nữa. Thì hòa thượng mới bảo rằng đó, vậy thì
thì được. Nếu mà ông gì ông muốn quy trước khi tắt thở như vậy thì ta sẽ gì quy cho ông, và hòa thượng ngay lập tức gì quy cho ông ấy. Quy xong thì tâm rất hoan hỷ và khuyên ông gì niệm Phật để hồi hướng tiêu trừ nghiệp chướng sát sinh hại vật trước đây, và ông ấy phát nguyện ông ấy gì niệm Phật đúng 3 ngày. 3 ngày ông niệm Phật, các Phật tử ạ, nhất tâm 3 ngày niệm Phật, và đến hết ngày thứ 3 buổi trưa vào giờ ngọ, tức là từ khoảng 11 giờ đến 1 giờ trưa đó là giờ ngọ, thì vào chính ngọ khoảng 12 giờ trưa, ông cười vui và nói với vợ con ông rằng gì, hôm qua tôi thấy A Di Đà Phật Quán Âm Thế Chí đến 7 nước Cam Lộ và rửa tội cho tôi, và nói rằng á, vào giờ ngọ ngày hôm nay tôi đi, và bây giờ hỏi vợ con chuẩn bị đến giờ ngọ chưa. Vợ con bảo gần đến rồi. Ông bảo nếu đến giờ ngọ thì chuẩn bị đến giờ ngọ thì đi sang làng bên đó thỉnh hòa thượng hôm trước có đến để tụng kinh cho tôi. Thế vợ con để đi sang làng bên thỉnh hòa thượng về, cũng gần gần ngay đấy, sang thỉnh hòa thượng về, hòa thượng tụng biến kinh A Di Đà cho xong một cái thì ông cười và chào hòa thượng, cảm ơn hòa thượng đã gì quy tam bảo cho con, đã dạy cho con cách niệm Phật, và giờ A Di Đà Phật đến rước con rồi, con đi. Còn thì đây, thế là ông cười, ông nhận ra đi, mùi hôi đang chuyển từ mùi hôi thối trong nhà trở thành hương thơm ngào ngạt 3 ngày chưa tan. Đấy, người làm việc cực ác mà biết ăn năn sám hối thì cũng có thể qua được cái trường hợp này. Khuyên Phật tử này về khuyên ông ấy trước hết là phải để gia đình bỏ cái nghề sát sinh ngay, bỏ ngay lập tức thì mới cứu được. Còn không bỏ thì có Phật Thích Ca Mâu Ni, 10 phương 3 đời chư Phật hiện xuống cái đất Ba Vì này cũng không có gì, không có cứu được ông ấy, không có cứu được gia đình ông ấy. Cái việc đầu tiên là phải dừng tất cả cái việc sát sinh lại, bỏ cái vấn đề đặt cơm quán, cơm hàng, các thứ đi. Thôi, tiền để làm gì khi mà cũng gì cũng chữa bệnh hết, mà lại còn nghiệp, hai đứa con lấy vợ, lấy chồng mà không có gì ạ, không có con. Như vậy là tương lai là gì? Là tuyệt gì? Tuyệt tự. Tuyệt tử, tuyệt tôn. Tuyệt tử có nghĩa là tuyệt tử, tuyệt tôn. Vì sau này, sau khi mất đi rồi, ai là người hương khói? Mà ở trong địa ngục rồi, không may mà vào trong địa ngục, tôi nói như thế, không may vào trong địa ngục rồi thì ai là cái người ở trên này để làm phúc tu thiện, để hồi hướng cho đây? Dắt nhau vào đấy thì khổ lắm. Cho nên trường hợp này khuyên cái trước tiên, Phật tử này về nên khuyên là cả gia đình nên bỏ sát sinh hại vật, làm cơm cỗ cơm bàn kia đi. Thứ nhất, cái thứ hai là phải cả gia đình nên gì? Nên phóng sinh tu húc tụng kinh Địa Tạng ở nhà để sám hối cho ông ấy. Biết đâu có thể khi mà sám hối đến cái mức gì cực độ thì ông có thể cũng khỏi bệnh ung thư, mà hai đứa con thì cũng sinh được cháu. Cứ làm đi. Chứ trước tiên phải bỏ đó. Nếu chưa bỏ, bao giờ mà bỏ được cái nghề đó thì bảo gia đình xuống gặp tôi thì tôi sẽ hướng dẫn thêm. Còn chưa bỏ xuống, chưa bỏ được thì dừng lại. Câu trả lời ở chỗ đó. Con bạch thầy, con muốn cho các vong nhà con được siêu thoát thì phải làm như thế nào ạ? Mong thầy hoan hỷ. Con muốn gửi vong vào chùa thì phải làm thế nào ạ? Muốn cho vong được siêu thoát, trong kinh Địa Tạng nói rồi đúng không? Nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh gì? Bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, hồi hướng cho các vong linh đã mất của nhà mình, thì cộng với việc phóng sinh tu húc bố thí cúng dường, tất cả các việc thiện mình có thể làm được thì mình đều làm. Đó. Chúng ta thấy trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng tiền thân của ngài là con gái của Bà La Môn, muốn đổ cho mẹ mình, mẹ của mình đang đọa trong địa ngục, ngài muốn đổ cho mẹ làm sao nhỉ? Nhất tâm lễ Phật, thậm chí là còn bán cả gì nhà cửa ruộng vườn để hồi hướng cho cha mẹ, cho người thân. Nhưng thôi, ở đây thì tôi không bắt các quý vị phải bán nhà cửa đâu. Nhưng mà cái gì quý của mình nhé, mình giữ hàng ngày, mà mình nhé yêu chuộng, quý kính nó, mình sẵn sàng xả vì gì, vì cha, vì mẹ, vì người thân của mình thì mới được. Ví dụ chẳng hạn, đơn giản, nó chỉ là 1 triệu, 2 triệu bạc thôi. Đôi khuyên ta, cái mà mình quý từ khi có khi thật thì nó để 2-3 đời nay, 4-5 đời nay, cứ gì bà truyền cho gì cho mẹ, mẹ truyền cho chúng ta 3 đời, và chúng ta cũng nghĩ xong đời chúng ta không truyền cho con nữa,
nhưng bây giờ hiểu Phật pháp, mình muốn cho ông bà cha mẹ tổ tiên của mình được siêu thoát, một cái đôi khuyên tai xin tối các vị nó cũng chỉ đáng là một vài triệu thôi, nhưng mà đây là cái tâm của mình sẽ gì không truyền nữa, mà mình gì siêu độ báo hiếu cho cha mẹ cửu huyền tất tổ của mình là sớm được siêu thoát. Làm bằng cách nào? Có thể như trong kinh Địa Tạng nói là đem cúng dường gì tôn tượng của chư Phật và Bồ Tát, hoặc rằng gì phóng sinh tu húc, hoặc rằng gì sắm sửa trai nghi, tức là đồ ăn thức uống để cúng dường trai tăng, hoặc rằng ấn tống kinh điển để truyền bá Phật pháp, đem công đức đó hồi hướng siêu độ cho gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta. Thì Phật tử này hỏi muốn được siêu thoát cho các vong linh người nhà thì phải làm sao mà? Đấy, tôi lấy một cái ví dụ như thế, chứ không phải là các vị có khuyên tai ai đeo khuyên tai ai đeo vòng cũng phải đem gì đem để làm cái việc đó. Đây ý tôi nói là mình phải dốc kiệt lòng thành, dốc trọn lòng kính để mà làm cái việc đó thì sẽ được lĩnh nguyện thôi. Bằng không thì các quý vị để phát nguyện tụng kinh, nhất tâm phát nguyện tụng kinh ngày 3 thời hoặc ngày 2 thời tụng kinh niệm Phật, cứ nhất tâm như vậy hồi hướng hết ngày này qua tháng khác, thì khi mà đủ duyên lành đủ công đức thì sẽ giúp được người thân chúng ta để siêu thoát. Trong kinh Địa Tạng nói bình thường ra chúng ta chả bao giờ thấy các vong linh người thân chúng ta về báo mộng hay về cái gì cả, nhưng chúng ta tụng kinh Địa Tạng hồi hướng một thời gian tự nhiên thấy người thân của chúng ta chết đã lâu rồi về báo mộng hoặc là đi về cho chúng ta thấy mặt thôi. Đó là hiện tượng gì? Hiện tượng là họ đã được thoát khỏi ở dưới đường địa ngục ngạ quỷ, và họ được gì? Được đi sống, họ được tự do ở dưới cõi âm và mới đến đấy lên để báo cho mình. Các vị biết giống như người mà bị phạm tội bị nhốt ở trong tù, họ có về thăm gia đình được không? Họ có được về phép không? Người đi tù có được về phép không các Phật tử? Vì sao? Vì họ mất hết quyền gì ạ? Mất hết quyền công dân, cho nên không có cái chuyện là người đi tù được về phép. Nhưng người đi nghĩa vụ quân sự có được về phép không? Có. Người đi công tác có được về phép không? Có. Đấy, người đi công tác đi nghĩa vụ quân sự thì quyền công dân của họ, cái quyền tất cả mọi quyền công dân của họ vẫn còn, cho nên thì họ một năm họ có thể xin đơn vị về phép mấy ngày. Người đi làm công chức nhà nước cũng được nghỉ phép gì? Ngoài cái nghỉ phép thứ bảy chủ nhật ra thì họ còn một năm còn được 7 ngày hoặc bao nhiêu ngày nghỉ phép nữa, họ dồn lại họ có thể ở nhà xa có thể về thăm người thân được. Đó, như đấy là còn quyền công dân. Trường hợp với các vong gia đình chúng ta mà có người mất từ lâu rồi mà không thể nào về báo được, chúng ta không có một tin tức gì. Có những trường hợp thì họ đi gì? Đi đầu thai lên cõi lành rồi, hoặc họ làm người, làm súc sinh rồi thì không thể làm súc sinh là một con gì? Con lợn hay một con trâu rồi đi về báo tin được, rất khó. Trừ những trường hợp đặc biệt, ngoại lệ thì có thể có, nhưng mà đấy thì ít lắm. Hoặc là họ đi đầu thai về cõi khác rồi, đang làm con người rồi, thậm chí họ làm con người hàng xóm ngay bên cạnh nhà chúng ta. Hàng ngày chúng ta vẫn thấy ở đấy, nhưng mà thì chúng ta không có tuệ nhãn, không có thiên nhãn, cho nên không nhìn thấy, không biết được đấy là quyến thuộc ở kiếp trước của chúng ta. Cho nên coi như một bà hàng xóm thôi, một ông, một anh, một chị hàng xóm thôi, vẫn thân thiết, vẫn gần gũi nhau, có một tình cảm đặc biệt, nhưng mà không nhận được ra nhau, đó kiếp trước là vợ con, ông bà, cha mẹ, một thân quyến thuộc, bây giờ lại thành hàng xóm, vẫn thấy nhau đấy. Nhưng do không có tuệ nhãn, không có pháp nhãn, không có thiên nhãn, không có thần túc thông, túc mệnh thông, cho nên không biết được đấy là người thân của chúng ta. Cho nên đó, khi chúng ta đọc tụng kinh Địa Tạng mà thấy được người thân chúng ta mà về mà cảm ơn, hoặc về cho chúng ta nhìn thấy người thôi. Hôm trước chúng tôi xuống giảng ở 2 tháng trước ở dưới Thạch Thất, dưới cái chùa Đại Đồng, chùa Bảo Quang, có một Phật tử nói rằng về mới tụng kinh có 21 ngày thì tự nhiên là thấy ông nội của chồng đi về cảm ơn và báo mộng rằng nhờ có thì có các con các cháu mà tụng kinh niệm Phật mà ông được thì ông được giải thoát, và ông đi về để cảm ơn con cháu và ông đi đó. Tụng kinh xong rồi đêm về 21 ngày sau thì thấy ông nội của chồng ấy về nói thẳng như thế và ra đi. Thế thì hỏi tôi rằng tháng sau tôi lên giảng thì bị hỏi là như vậy là như thế nào, và đấy là rất mừng, vì giống như người gì
Giống như không may mà gia đình chúng ta có một người nào đó phạm pháp, bị nhốt đi tù hoặc là gì, đáng nhẽ phải bị 30 năm. Nhưng mà bây giờ vào trong tù làm tốt, gia đình chúng ta thì cũng khuyên hóa động viên, thường xuyên vào thăm động viên, một năm vài lần động viên. Và cái tù nhân đó, tội nhân đó cũng gì, ở trong tù cũng làm rất tốt, chấp hành kỷ cương pháp luật của gì, ở trong nhà lao. Cho nên 15-20 năm sau, gặp vào cái dịp mà Chủ tịch nước, Bộ Công an và Đảng Nhà nước chúng ta hàng năm thường có một cái đợt gọi là cái đại gì nhỉ, đại ân xá. Và được Chủ tịch nước thì ký giấy ân xá một cái thì đương nhiên mới 15-20 năm nhưng mà đã được gì? Được ra trước vậy, do gì? Do làm tốt, chấp lao phục dịch, làm các công việc tốt ở trong gì? Trong nhà lao vậy. Người thân chúng ta cũng quan hệ tốt thì cũng khuyên bảo tốt. Cho nên cái người đó gì? Người đó hướng từ một cái chỗ xấu ác, biết ăn năn hối cải cho nên sớm được tha. Thì họ mới có về, có thể về, mới có thể về với gia đình chúng ta, đúng không? Chứ không có cái chuyện là đang ngồi trong tù mà được ra chơi, đã được về. Cái đấy là trường hợp đó là mừng. Vậy á, đây trường hợp Phật tử nói muốn làm sao để cho các vong được siêu thoát. Thì có rất nhiều cách, nhưng về bố thí, phóng sinh, cúng giảng, tu phúc, đọc tụng kinh Đại Thừa, nhất tâm hồi hướng siêu độ cho các cụ. Tụng kinh xong chúng ta phải nán lại 5-3 phút để hồi hướng. Cầu nguyện đầu tiên là mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long, Bát Bộ, Pháp Thiện Thần gia hộ cho. Cái những vong linh tên là gì đó mà mình không biết hết thì cứ đi vong linh nội ngoại gia tiên cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp của chúng con, nhờ vào công đức tụng kinh niệm Phật này, phóng sinh tu phúc vân vân này mà sớm được gì? Sớm được thoát khổ trong tam đồ lục đạo, sớm được sinh trời người, sớm được gặp Phật pháp, sớm được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Đó là cái cách gì chúng ta hồi hướng cho vong linh chúng ta, người kính thuộc. Rồi sau đó thì chúng ta mới hồi hướng cho người thân chúng ta, muốn cầu nguyện cho ai được mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống thì chúng ta mới thì mới tiếp tục hồi hướng theo, hồi hướng tiếp theo. Đó. Còn Phật tử này mà là muốn đưa vong vào chùa thì phải làm thế nào? Cái này thì cũng đơn giản thôi, ví dụ vào cái dịp chuẩn bị đến rằm tháng 7 tới đây nè, thì lễ hội Vu Lan, lễ Vu Lan báo hiếu, thì kể cả chùa ở đây cũng có, Phật tử gần đây thì làm ở đây, Phật tử trên Tản Biên làm Tản Biên, Phật tử ở Khai Nguyên làm Khai Nguyên. Nhưng mà cái ngày pháp hội chính, 3 ngày pháp hội trung phong là cái pháp hội thủ thắng, thì chúng ta nên cùng với quyến thuộc họ hàng chúng ta để cùng nhau đóng bè tập phúc, làm bài vị, làm sớ, làm lấy vài mâm cơm chay, 3 mâm cơm chay có điều kiện để cả chi họ chúng ta làm cái ngày đầu ngày cuối, hoặc cả 3 ngày thì càng tốt, mỗi ngày là 3 mâm cơm chay. Mâm cơm chay cũng đáng là 200.000, mâm cơm thì cũng đáng là bao cả. Cả họ mà không thì không làm được cả 3 ngày thì làm 1 ngày, không làm 1 ngày thì làm một mâm cũng được. Mà chả có mâm nào thì người đến không cũng được. Cân hoa quả là được rồi, mà không có cân hoa quả thì đến không cũng được. Biết chắp gì, biết chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, biết tụng kinh là cũng được rồi. Đó. Thì đấy mình đem cái công đức đó để hồi hướng. Còn những cái cúng phả đổi ra tiên các thứ bình thường thì cũng được, nhưng cái đó cái công năng của nó thì ít lắm. Vì sao? Thì có mấy vị sư cúng thôi, có mấy Phật tử cúng thôi. Nhưng cái này pháp hội trung phong á, hàng mấy chục vị sư cúng, hàng 4-5 ngàn Phật tử thì đồng niệm trợ duyên, cho nên cái sức mạnh của nó là gấp bội phần. Vì vậy mà vào cái pháp hội đó thì trường hợp này chúng tôi khuyên là nên đến, nên bố trí thời gian đến để làm cái lễ đó sẽ tốt hơn. Câu thứ 3, đại tràng hỏi là có người hỏi là hai vợ chồng con cùng tụng kinh Địa Tạng theo chùa, nhưng do tính chất công việc buổi sáng con tụng kinh cùng chồng quyển thượng, đến tối thì tụng tiếp hai quyển còn lại, nhưng mà nhiều hôm buổi tối do con phải dạy cháu nhỏ học bài nên không tụng cùng chồng được hai quyển, không tụng cùng chồng được nốt hai quyển. Đến sáng hôm sau con lại cùng tụng với chồng quyển thượng, như vậy có công đức không? Con có bị phạm tội gì không? À, không sao, tùy duyên đi. À, người học Phật, người tụng kinh ấy, cũng giống như gì? Giống như người ăn mía. Tôi lấy một cái ví dụ như vậy cho các Phật tử biết. Giống như người ăn mía, ăn khúc gốc, khúc giữa hay là khúc ngọn thì đều gì? Tất cả đều gì? Đều ngọt.
Nên có cái khúc ngọn á, mình ăn một cái khúc ngọn á, mình khúc ngọn không á thì nó có thể nhạt hơn một chút. Hoặc ăn mình khúc gốc không á thì nó gì, nó có thể hơi rắn hơn một chút, nhưng mà gì, vẫn là cây mía ấy, nó vẫn gì, có vị ngọt. Phật tử tụng được quyển thượng thì Phật tử có gì, có công đức của quyển thượng. Tụng được quyển trung thì thêm công đức của, tôi lấy một cái ví dụ như tụng quyển thượng, mình quyển thượng không á thì có công đức gì của ngọn mía chẳng hạn. Tụng quyển trung thì có thêm công đức của khúc giữa của cây mía. Tụng quyển hạ thì Phật tử có thể thêm cả cái gì, cái gốc của cây mía. Tụng trọn cả ba quyển tức là Phật tử có công đức gì, giống như ăn trọn cả cây mía vậy. Đó. Còn tụng được một quyển thì thôi coi như mình ăn gì, ăn một khúc của một cây mía. Không có tội gì đâu. Chắc chắn Phật không bắt tội chúng ta. Này Phật tử kia, nhà ngươi tại sao lại dám phạm thượng với ta như thế? Nhà ngươi tại làm sao chỉ có tụng quyền thượng mà không tụng quyền trung quyền hạ, ta sẽ bắt phạt ngươi. Không có cái chuyện đó. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng gì, cũng không đến cầm cây tế trượng mà giống xuống ngay trước thì mặt chúng ta mà bảo, chỉ mặt ta mà bảo gì, tại sao ngươi gì, ngươi không kính trọng ta trọn vẹn, tại sao ngươi chỉ kính trọng ta có 1/3 mà không gì, không kính trọng ta cả gì, cả 3 phần trọn vẹn. Không có cái chuyện đó. À, cho nên đối với Phật pháp á, là gì, đầu giữa và cuối. Trong kinh luận nói tất cả đều là thiện. Cho nên là tụng được quyển thượng thì có công đức quyển thượng, tụng được quyển trung có thêm công đức quyển trung, tụng được quyển hạ thêm công đức quyển hạ. Chúng ta hiểu biết được Đức Phật dạy ở trọn vẹn trong bộ kinh để chúng ta thực hành thì công đức chúng ta sẽ sớm được viên mãn. Còn chúng ta chưa được hiểu được hết vì một cái lý do đặc biệt, đó là gì, Phật tử phải chăm các cháu vào buổi chiều buổi tối, cho nên không thể tụng được hết. Có thể chỉ ngày thứ bảy chủ nhật mà con cái nó được nghỉ, nó ở nhà nó chăm con nó thì mình là bà nội hoặc bà ngoại mới có thể đọc được hết cả bộ thôi, cũng được, không sao. Nhưng ở đây thầy khuyên thêm, không có thời gian tụng kinh suốt cả 3 quyển như vậy thì Phật tử có thể mở cái đài giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của Trưởng Lão Hòa Thượng Tịnh Không hoặc là Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa, hay là bài giảng của thầy về kinh Địa Tạng cũng được, mở ra mà nghe. Khi trông cháu vẫn có thể nghe giảng được. Nghe giảng tâm chúng ta gì? Khai sáng tâm chúng ta, tỏ ngộ chúng ta hiểu ra. À, Phật dạy chúng ta như thế. Trong kinh Phật dạy chúng ta làm như vậy. Đọc kinh không chỉ đọc như con vẹt, mà chúng ta phải làm như vậy. Phật dạy như vậy, tổ dạy như thế và thầy giảng như thế. Chúng ta tin tưởng, học tập và làm theo thì công đức đấy mới được trọn vẹn. Đó, thầy khuyên Phật tử này thêm như vậy. Phải rằng là con kính bạch thầy, xin thầy bố thí cho con một lời khuyên. Cách đây 5 năm, con gái con bị ma đưa đi giấu. Sau đó con đến ông thầy ở Quảng Oai, ông ấy cho con 4 lá bùa để chôn ở cổng và ở giữa và ở cửa bếp và lối ra vườn mà con gái con nhìn thấy cái bóng đó. Từ đó con gái con đi làm ăn xa, con thấy không gặp may. Vậy con xin thầy bố thí cho con lời khuyên. À, cái trường hợp này thì Phật tử nói rằng có cô con gái mấy năm trước bị ma giấu. Các Phật tử thấy ma giấu bao giờ chưa? Có không? Thì ma nó giấu thế nào? Không ai ai thấy ma nó giấu đó thế nào? Đấy, nếu mà hỏi thấy ma giấu thì hỏi nó giấu thế nào thì không ai trả lời được. Vì sao? Vì đây là cái vấn đề gì ạ? Vấn đề tâm linh. Mà tâm linh thì có dùng bằng con mắt thường để nhìn thấy được không? Không nhìn thấy được. Các vị biết không? Tiểu của thầy cũng bị ma giấu mấy lần rồi đấy. Có. Mấy năm trước có một chú tiểu thì không biết nó làm sao, mọi người đi tìm mãi không thấy đâu, tìm hết ở chùa Tam Bảo, nhà tổ, rồi nhà pháp hội, rồi ngoài giếng, ngoài ao, ngoài bờ, ngoài bụi, tìm tất. Thầy bảo là thế đi về mở trong tất cả các hòm các tủ rồi gầm ban thờ xem có tìm thấy không. Mọi người không thấy đâu cả. Tìm từ sáng đến trưa, chiều đến tối không thấy đâu. Đến nửa đêm
Thế tự nhiên vẫn cái tủ đấy, mọi người vào mở thì bây giờ nghe lục cục mở ra thấy là trong tủ, trong tủ quần áo ấy. Mà rõ ràng là lúc thế tôi hỏi là chứ lúc trước tôi bảo đi tìm mở tủ rồi mà không thấy. Thế mấy bác hỏi lúc trước con mở, lúc sáng con mở không thấy đâu. Đấy là trường hợp tiểu của tôi, mấy năm trước có một chú tiểu là như thế. Và cái trường hợp này chúng tôi cũng gặp khá nhiều rồi. Để chủ trì 4 năm ngôi chùa cho nên thỉnh thoảng cũng hay gặp những cái trường hợp như thế. Có những trường hợp Phật tử lên nói rằng á, vừa qua nhà con là bị ma giấu ở dưới Quốc Oai á, ở nhà con bị ma giấu. Thế hỏi là giấu thế nào? Nhà con á, ngồi thu lu ở trong góc tường mà bao nhiêu người đi qua không có nhìn thấy. Nhưng xong rồi đến mãi, phải đến mấy tiếng đồng hồ sau thì mới có người nhìn thấy với ông ngồi trong góc tường mà rõ ràng bao nhiêu người đi qua, xoay đèn pin để bấm ngó tìm không thấy. Nhưng mà khi mà xong đó thì thấy thì hỏi ông ở đâu? Thế bảo vẫn ngồi ở đấy. Ông vẫn ngồi đấy, thì bảo từ đâu về đấy, nó bảo vẫn ngồi từ trước ở đấy. Bảo là nhìn thấy mọi người đi qua nhưng mà không thể gọi được. Biết là mọi người biết người nhà đi qua, thấy mọi người xoay đèn vào và định mở miệng ra để gọi tôi ở đây, cứu tôi với, nhưng mà không thể nào mở lời ra được. Có nghĩa là bịt gì ạ? Nó bịt miệng, không thể nói được. Đó, đó là cái trường hợp đấy. Thì nên nói với chúng tôi là xử lý kiểu nào. Thế cái đợt đó tôi về bảo là thôi về thì chắc cũng là do cái nghiệp chướng đời trước kiếp trước, do nợ nần người ta nhiều, sát sinh hại vật, rồi gây thù kết oán, khiến cho oan gia trái chủ, bây giờ họ mới đến họ báo oán, họ phá gia đình nhà nghĩa. Thế tôi bảo về thì nôi nên phóng sinh và tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho họ và sám hối cái nghiệp chướng của mình đã gieo tạo nhiều đời nhiều kiếp trước. Thế là về một thời gian sau thì gia đình dần dần cứ ổn dần ổn dần. Cho nên trường hợp này cũng vậy. Cái trường hợp này thì cái bùa nếu mà làm khoảng độ 3 năm trở đi thì không phải lo nữa. Nhưng bây giờ nó còn dư âm là cái chuyện mà làm ăn nó không gặp nhiều may mắn. Đó là sao? Vì nó cũng có thể nếu mà làm bùa làm bèn như vậy, ông thầy phù thủy mà họ thực sự giỏi ấy, nó cũng có âm binh, người ta cài cắm vào. Thì bây giờ cái âm binh nếu mà cái ông thầy đó mà họ không thu về thì nó vẫn còn ở lại trong cái đất nhà mình đó. Âm binh nói thì tôi ví như là các vị cũng có cái người tốt kẻ xấu, cũng giống như là gì? Đây tôi ví mà phần đại đa số âm binh đó là những người xấu, những cô hồn ngạ quỷ ma đói, người ta thu nạp bắt ở ngoài đầu đường xó chợ ấy. Trong thầy phù thủy người ta có pháp của người ta, người ta ra nghĩa địa, họ ra đầu đường xó chợ, người ta thu phục, người ta cho cháo, cho ăn, ăn xong người ta thu phục. Trường hợp nào đi theo tự nguyện theo thì tốt, mà không theo thì mới dùng cái pháp người ta bắt về, người ta bắt phải theo. Đó, giống như là giang hồ ấy, giống như đại ca giang hồ ấy, người ta cho một đoàn đi thì đi câu những cái bọn thanh niên mà ở trong làng mà lười lao động ấy, chỉ muốn ăn chỉ muốn chơi, nó cho nó cho đến hít mấy tép heroin vào, thế là nghiện một cái là phải theo nó thôi. Mà khi theo nó đương nhiên là quân của gì, là quân của nó thôi, nó bảo là phải nghe. Thì ở trong thế giới tâm linh cũng như thế, nó cho ăn cái ma đói ma khát đầu đường xó chợ, ăn xin ăn mày, lang thang ăn trộm ăn cắp ngoài đường cũng như thế gian chúng ta vậy. Nên nó thì nó khao quân, nó cho ăn, ăn xong thì đương nhiên phải làm việc cho nó. Thì không làm việc cho nó thì nó lại dùng các thế lực mạnh hơn, giỏi hơn, nó đánh cho, thế là đau thì là phải theo nó. Và khi theo nó rồi thì là quân của nó, thì là gì, nó sai đi đâu thì phải đi. Ví dụ nó đem cái bùa, nó làm một cái lá bùa này, nó mang nó yểm vào đó. Cái lá bùa ví dụ là chỗ này nó cho khoảng độ 5 quân hoặc 10 quân hoặc là 1 quân chẳng hạn, vân vân. Thì đến nơi đó thì chúng ta muốn làm ăn được thì phải nuôi gì? Nuôi họ. Phải nuôi họ làm sao? Ngày nào cũng phải giải gạo, giải muối ra ngoài sân đấy thì được. Ngày nào cũng thế. Nếu gia đình nhà chúng ta mà họ gài bùa gài bèn vào gia đình chúng ta thì ngày nào cũng làm nắm gạo nắm muối tung ra ngoài sân cho họ, là buổi sáng sớm và buổi chiều tối. Thế thì gia đình chúng ta yên. Gia đình nhà nào mà nghi ngờ mà bị gài âm binh cứ làm như thế mà yên, là đúng rằng là trong nhà có âm binh. Sáng tối cứ gạo muối làm một đĩa như vậy trộn lẫn với nhau rắc ra ngoài sân, rắc ra cửa ngõ, sáng làm một lần tối làm một lần mà thấy yên, y rằng là có âm binh, chắc chắn là họ còn ở trong gia đình mình. Nhưng cái phương pháp đó là gì? Chúng ta cho họ ăn thì họ cứ ở mãi nữa thôi. Hôm nào mà chúng ta không cho họ ăn hoặc là dần dần nó ở lì trong nhà chúng ta, nó thành gì ạ? Thành quen rồi thì chẳng khác gì chúng ta nuôi gì, chẳng khác gì gia đình chúng ta nuôi một vài kẻ xã hội đen ở trong nhà cho nó ăn, và hàng ngày nó cứ để đến bữa là nó để nó ăn, và chúng ta phải đi nuôi gì, đi nuôi nó, nay dưng quần quần làm cả ngày,
gia đình vợ chồng con cái làm cả ngày, nó ở nhà nó ngủ, đến bữa nó dậy nó gì, nó chén. Hôm nào chúng ta nấu mà gì cơm muộn có khi nói nó đánh cho quan chúng ta vào một trận, chúng ta lại phải đi gì? Đi xin nó. Đấy, cho nên cái trường hợp đó gần như là chúng ta làm nô lệ cho họ suốt cuộc đời. Nhưng trong Phật pháp thì có cách gì? Bây giờ có một cái cách rất là tốt, đó là tụng kinh Địa Tạng ở tại gia đình chúng ta. Gia đình Phật tử này thầy khuyên nên gì? Khuyên cả gia đình nên tụng kinh Địa Tạng sáng tối 2 lần. Nếu được ngày 3 lần thì càng tốt. Phát nguyện lấy 100 ngày, sáng chiều tối, sáng tụng quyển tường, chiều tụng quyển trung, tối tụng quyển hạ. Ngày tụng 3 lần như thế 100 ngày. Nếu một ngày nào bận thì bỏ đi về mình tụng ngày khác để bù vào đó đủ 100 ngày. Và 100 ngày này thì nhất tâm để hồi hướng cầu Phật Bồ Tát gia trì cho vài mình gì? Cầu Bồ Tát Địa Tạng và hộ pháp thiện thần này siêu độ cho những cái âm binh ở trong đang canh giữ những cái lá bùa ở trong cái mảnh đất nhà mình đó. Và làm được như thế, khi họ được siêu thoát, họ siêu thăng cảnh giới đi, thì cái bùa đó chỉ là cái tờ giấy không, và cái âm binh tức là cái binh lính nó cài vào đó, nó được đi siêu thoát. Hoặc nếu mà vị nào ăn ngang bướng thì cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng kêu hộ pháp thiện thần Bát Bộ Kim Cương và Tứ Chấn Thiên Vương tống khổ nó ra khỏi nhà mình. Giống như mình thì mình báo công an, báo công an đến, gọi công an đến để tần suất mấy cái kẻ mà ăn không ngồi rồi cứ nằm ở nhà mình ra để chờ ăn hàng ngày á, nó không có quyền hạn để nhà mình với công an tống nó đi. Đấy, kiểu như thế mình hòa giải, hòa đàm với họ mà không nghe thì mình dùng cái biện pháp mạnh, đó là kêu Tứ Chấn Thiên Vương và Bát Bộ Kim Cương hộ pháp Long Thần là đuổi họ đi. Giống như mình thì mình mời khéo họ đi, mời chính quyền, mời trưởng thôn đến giải quyết, mà họ không đi đó thì mời công an xã đến thì trục xuất ra đi, vì công an mới có cái nhiệm vụ là trục xuất người. Còn mình thì trưởng thôn thì mấy cái chỉ có giảng giải thôi, hòa đàm thôi, đúng không? Hòa đàm không được thì mời công an xã, công an xã không được công an huyện tống khứ nó đi. Đó, thì cho nên cái trường hợp này thì nên tụng kinh Địa Tạng, múc 7 chén nước dâng lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Trên ban thờ nên có một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng để trên đó, và ngày đêm 3 thời. Những cái trường hợp mà nặng phải 100 ngày, nhẹ nhẹ thì 49 ngày hoặc 21 ngày là được. Đó. Thì mình cứ nhất tâm đọc tụng như vậy, thanh bông hoa quả thành tâm thôi. Còn cái chén nước thì múc 7 chén dâng lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, trên ban thờ thần linh gia tiên đó, nên thỉnh một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ, pho tượng Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ đặt lên trên đó, treo cao cao trang nghiêm lên trên đó. Và cũng như vậy, cứ hết sáng chiều tối, đến sáng sớm sau thay 7 chén nước ra 1 chén ở giữa, thậm chí là dùng hẳn 3 chén đi. Dùng hẳn 3 chén ở giữa đó để cho ra một cái cốc. Và tụng kinh xong một cái mình đi vẩy hết đất cát nhà cửa của mình, đặc biệt là những cái chỗ nào mình chôn bùa ngày xưa đó. Nếu chôn ở trong nhà thì mình lật cái viên gạch đó lên là tốt nhất. Hoặc là gì mình khoan, dùng cái mũi khoan to to mình khoan nó xuống, xong đổ nước xuống đó. Và tất cả những cái chỗ nào mình đổ chôn bùa ngày xưa mà nhớ, mình cứ vẩy nhiều nước vào đó. Nếu mà mình nhớ thì mình ra mình đổ luôn vào cái chỗ đó là tốt nhất. Để sao ạ? Cái nước đó gọi là nước bát công đức thủy. Do công đức tụng kinh niệm Phật mà gì sinh ra cái nước đó, đổ xuống dưới đó, họ tiếp nhận được cái công năng công đức tụng kinh và cái năng lượng gì? Năng lượng tử vi của gì? Của Phật pháp. Và cái vong, cái âm binh đó họ sẽ sớm được siêu thoát, sớm được giác ngộ thôi. Còn trường hợp nào bướng thì mình sẽ dùng cái phương pháp cầu nguyện Phật Bồ Tát kêu hộ pháp Thiên Long Bát Bộ là gì? Dẹp họ đi. À, không ở trong nhà mình nữa. Và như vậy là dần dần là gia đình yên thôi. Trường hợp này thì khuyên như vậy. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các vị liên hữu Phật tử đồng tu, hội độ duyên lành ngày hôm nay phần lớn là các Phật tử chúng ta ở đây đang sinh hoạt ở trong các tổ đạo tràng và tu tập ở chùa ngoài ở Hà Đông, Hà Nội. Chúng ta cũng có một số Phật tử cũng hay sinh hoạt và tu tập ở đây, nhưng chúng ta cũng là có duyên với nhau cùng một cái chí nguyện, đó là tầm cầu giáo lý của Đức Phật và tu tập phát nguyện mong một đời được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc khi xả bỏ báo thân này.
Cho nên chúng ta thì cũng kết thành những pháp lữ đồng tu để cùng sách tiến động viên nhau trên con đường tu tập, tu tập. Thì hôm nay thì các Phật tử về đây lễ Phật lễ Tổ thì cũng có những lời thỉnh cầu để chúng tôi giải đáp một số những cái thắc mắc của các Phật tử cũng như là gia đình các Phật tử còn chưa được thông tỏ, thì chúng tôi bằng những cái kiến thức sở học nhỏ nhỏ của mình thì cũng tùy theo câu hỏi mà cũng trả lời cho các quý vị. Thì vị nào mà hoan hỷ thì chúng ta y giáo phụng hành tu tập cho tốt, còn vị nào chưa được hoan hỷ thì có thể chúng ta gặp các bậc cao tăng thạc đức, chư tôn đức trưởng lão hòa thượng thường tọa, ni trưởng ni sư, cao tăng đắc đạo ở trong giáo hội, các chúng ta tiếp tục tham vấn và thưa hỏi để các ngài có thể khai thị cho chúng ta. Học Phật là phải bao giờ tâm chúng ta phải được thông tỏ thì mới thôi. Ngày xưa các tổ gọi là đại triệt đại ngộ. Các vị thiền sư ngày xưa đi sam thiền học đạo, nhưng ngài Triệu Châu đến năm 80 tuổi xuất gia từ bé, nhưng mà đi tu sam thiền học đạo đến năm 80 tuổi ngài vẫn đi hành khước. Đi hành khước tức là đi cầu đạo. Cứ ở đâu nghe các vị tôn túc trưởng lão mà giỏi, bất cứ vị đó mới là 3-40 tuổi, nhưng mà ngài là một vị đại lão hòa thượng 80 tuổi vẫn đi đến đỉnh lễ quỳ gối ở dưới pháp tòa để nghe pháp. Đấy là gọi là kính pháp vậy, tôn nhân vậy. Ngài là bậc trưởng lão xuất gia 80 tuổi, trong đó thì có hơn 60 năm xuất gia rồi, mà ngài nghe các vị pháp sư nào ở đâu mà đạo cao đức hạnh tuyệt vời thì ngài vẫn đến để sam cầu học đạo. Cho nên ở đây chúng ta học Phật, quan điểm của chúng tôi ở đây là cho các Phật tử đi các nơi để sam học. Tôi không có giữ Phật tử một chút nào. Các Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông hoặc hội mà bất cứ ở đâu tổ chức pháp hội hay tổ chức khóa tu, tôi khuyến khích. Ví dụ ở đây các Phật tử sinh hoạt ở trong đạo tràng của chúng tôi ở đây rất đông, mà các Phật tử bảo là lên đây xa quá, thầy tổ chức khóa tu ở đây các thầy còn đang làm Phật sự xa quá, mà mỗi tháng thì thầy chỉ tổ chức cộng tu có một tuần vào cuối tháng từ 22 đến 28 mà lại tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật. Chúng con muốn là niệm Phật nhiều hơn. Có cụ có Phật tử hôm nay chúng con cao tuổi rồi, mắt mờ rồi, không nhìn thấy chữ nữa, cho nên không đọc được kinh, muốn niệm Phật. Thầy bảo nếu muốn niệm Phật thì ở dưới chùa ngoài ngày nào cũng niệm Phật. Đi xe buýt các Phật tử rất gần, gần hơn ở đây, cho nên các Phật tử cứ bắt xe buýt đến đó vào đó niệm Phật, cộng tu với đại chúng. Đó. Cho nên quan điểm của thầy là tu không nhất thiết là mình cứ phải là theo tuyệt đối một thầy, mà nơi nào tu theo chính pháp thì chúng ta có thể tham vấn và chúng ta có thể đến để cộng tu, để cho gieo duyên. Ví dụ như cũng tương tự như vậy, quốc độ Sa Bà của chúng ta là quái hóa độ của Đức Phật Thích Ca. Vậy mà tại sao Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Dược Sư rồi hằng hà sa số các Đức Phật ở quái tịnh độ khắp mười phương lại về thế giới này để dùng cái hóa thân để hoằng pháp, để tiếp dẫn chúng sinh? Hay là Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài là một vị đại Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, tại sao ngài lại sang thế giới này thì hiện ra các hóa thân để phổ độ chúng sinh ở thế giới này? Đó. Cho nên học Phật chúng ta không được vướng mắc là đệ tử quy y với thầy nào thì chỉ được sinh hoạt ở chùa đó. Mà khi mà không may cái chùa đó mà xảy ra chuyện gì, hoặc cái sư thầy đó hoặc là viên tịch đi, chúng ta không còn chỗ bám víu nữa, chúng ta là bỏ đạo. Hoặc là chúng ta tin tưởng vào một cái thầy nào đó tuyệt đối, mà khi không may cái thầy nào thầy đó mà tu tập mà cái nghiệp nó đến, mà hoặc là không tu được, hoặc là tu nó sai đường lạc lối của chính pháp á, thì chúng ta nghĩ rằng thầy mình còn như thế, huống chi là mình, và mình bỏ đạo. Như vậy là chúng ta mất đi các cơ hội được thân người, là khó được gặp Phật pháp càng khó hơn, và được tu tập trong chính pháp của Phật là càng khó hơn nữa của mình. Cho nên cái này thì quan điểm của chúng tôi thì các Phật tử chúng ta đi, gọi là đi, ngày xưa các tổ gọi là đi sam thiền học đạo, đi sam thiền học đạo, hay gọi là đi hành cước. Đi hành cước, hành cước tức là đi bộ, ngày xưa các cụ đi bộ và đi hành cước. Cứ ở nơi nào có đạo tràng, có các bậc tôn túc trưởng lão cao tăng thạc đức mở pháp, khai mở pháp bảo, pháp tạng để giảng dạy, các vị đều đến nghe cả. Và bây giờ thì tôi cũng mong là các Phật tử chúng ta với cái tinh thần học đạo như thế thì chúng ta mới viên mãn được cái
Bồ đề tâm của mình. Đấy, giống như trong kinh Hoa Nghiêm, Thiền Tài Đồng Tử là đi học với 53 vị thiện tri thức. Ngài Thiền Tài Đồng Tử là đệ tử của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rồi. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát được gọi là một vị đại Bồ Tát trí tuệ bậc nhất trong các vị Bồ Tát. À, Thanh Văn thì Xá Lợi Phất, còn Bồ Tát thì là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Làm gì có chuyện mà Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát không đủ trình độ để dạy cho đệ tử của mình là Thiền Tài Đồng Tử. Nhưng tại sao Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lại dạy Thiền Tài Đồng Tử là một vị đệ tử xuất sắc của mình? Là gì? Ông nên đi sam học với tất cả các vị thiện tri thức trong Kinh Hoa Nghiêm, đó là gì? 53 vị thiện tri thức. Thậm chí có những vị thiện tri thức đó không phải là đạo Phật, mà gì? Đạo Bà La Môn. Có những vị là thờ gì? Là theo các tôn giáo khác. À, nhưng mà gì? Thiền Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát dạy đệ tử xuất sắc của mình nên đến đó để gì? Để cầu học. Muốn thành Phật thì phải viên mãn gì? Viên mãn trí tuệ và viên mãn công đức. À, mà viên mãn trí tuệ thì không chỉ cái trí tuệ xuất thế gian, mà trí tuệ thế gian cũng phải học để biết. À, thậm chí là Thiền Tài Đồng Tử đến học với cả những vị gì? Cả những vị là đại tướng quân. À, đại tướng quân để học những cái binh pháp, những cái này nọ của các vị, để họ học binh pháp để chiến đấu. Còn người xuất gia thì học binh pháp để gì? Để hộ quốc an dân. Học binh pháp để khuyên các vị vua chúa là dùng tâm từ để đối xử với gì? Với kẻ địch. À, vân vân. À, cho nên là cái này thì chúng ta phải thấy rằng học Phật đó là phải nương vào kinh. Nương vào kinh Đức Phật đã dạy. Còn tất cả những lời giảng của các vị hòa thượng, các vị thượng tọa, các vị pháp sư đều là phương tiện. Ví dụ tôi bây giờ tôi phát nguyện là hành trì và giảng giải, cũng như là khuyến hóa các Phật tử đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng 3 năm, nó cũng chỉ là phương tiện. Hay là rộng ra cho đến Hòa Thượng Tịnh Không khuyên chúng ta là gì? Chuyên đọc tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, nó cũng chỉ là phương tiện. Đó. Tất cả cái đó chỉ là phương tiện. À, đã gọi là phương tiện đó, thì nó có thể hợp với người này nhưng không hợp với người kia. Cụ thể có những người tụng kinh Địa Tạng một tuần, hai tuần, họ thấy rất hoan hỷ. Một năm nay họ thấy đại hoan hỷ. Gia đình họ giải quyết được rất nhiều những cái công việc mà trước đây họ tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh Dược Sư, thậm chí là tụng kinh theo Hòa Thượng giảng ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Họ tụng kinh Vô Lượng Thọ 3 năm nay rồi mà không giải quyết được vấn đề gia đình của họ, cái vấn đề mâu mắc trong gia đình, nội bộ trong chuyện cuộc sống gia đình của họ như đất cát, nhà cửa, rồi vợ chồng con cái lục đục vân vân, không giải quyết được. Mà mặc dù họ tụng một cái bộ đại kinh như vậy, một cái bộ kinh mà mười phương chư Phật đồng hiện ra tướng lưỡi tán thán khen ngợi và hộ trì như vậy, tại sao họ không giải quyết được những vấn đề nhỏ nhỏ trong gia đình? Vì cái duyên của họ, cái phúc báo của họ, gọi là nhân duyên của họ vậy, nó chưa hợp với cái pháp đó, chưa đến lúc hợp với cái pháp đó. À, chứ không phải là pháp đó không màu nhiệm, pháp đó là không rốt ráo. À, chúng ta phải hiểu rõ cái điều này. Mà cái phúc của chúng ta, tôi lấy một cái ví dụ giống như đứa trẻ mới đang học gì lớp 1, lớp 2, lớp 3, đem cho những bài toán, bài văn, bài lý của lớp 5, lớp 7, lớp 8, làm sao nó học được? À, cũng là đi học. Bảo lên, bảo một đứa trẻ học lớp 3 lên ngồi học với các anh các chị lớp 10, làm sao nó hiểu được? Trừ những trường hợp thần đồng. Thần đồng thì chúng ta biết cả thế giới có khi vài năm mới xuất hiện một trường hợp, thậm chí hàng trăm năm mới xuất hiện vài trường hợp. Nhưng chúng ta có phải là thần đồng không? Nếu không phải là thần đồng thì chúng ta phải xem cái nhân duyên của chúng ta học cái gì phù hợp với cái phúc báo của chúng ta. Phù hợp thế nào là phù hợp? Chúng ta tụng kinh mà thấy an lạc, tụng kinh mà thấy trí tuệ khai mở, tụng kinh mà thấy cái tâm từ bi của chúng ta ngày một lớn thêm, tụng kinh mà thấy gì, hoặc niệm Phật mà thấy tâm của chúng ta an, không vọng động, không tán loạn và không ngủ gật, rồi không bệnh tật, vân vân, thì đó gọi là gì? Chúng ta, duyên của chúng ta hợp với bộ kinh đó, hợp với pháp môn đó, thì chúng ta cứ thế chúng ta theo. Đã. Theo bao giờ chúng ta thấy học thuộc rồi, thông tỏ rồi, thì chúng ta có thể gì? Cầu các vị sư phụ mà chúng ta tin, chúng ta theo đó, giảng dạy cho chúng ta thêm những pháp gì thâm sâu huyền diệu hơn ở trong Phật Pháp, để cho chúng ta gì? Làm cái tư lương hành trang, tăng trưởng công đức, và đi về các, sau khi vãng sinh thì được về các phẩm vị cao hơn.
Bình thường có thể chúng ta chỉ học như thế này, tu như thế này, chỉ vãng sinh và hạ sinh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm thượng sinh thôi. Nếu chúng ta làm tốt hơn thì chúng ta có thể được lên trung phẩm trung sinh, trung phẩm hạ sinh hoặc trung phẩm thượng sinh, thậm chí là lên thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới và mau thành Phật hơn. Đương nhiên càng lên phẩm vị cao thì chúng ta càng nhanh thành Phật. Địa vị chúng ta càng cao thì chúng ta phúc báo trí tuệ càng lớn và càng gần gũi A Di Đà Phật. Gần gũi và luôn luôn được nghe pháp thân của A Di Đà Phật thuyết pháp cho chúng ta nghe. Đó, cho nên đấy cũng là cái lời đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắn nhủ tới các Phật tử trong, ở đây là mấy đạo tràng chứ không phải một đạo tràng, nhưng mà bây giờ chúng ta đang sinh hoạt với, phần lớn là sinh hoạt với một tổ ở chùa ngoài chúng ta, nhưng mà ở đây thì nếu xét về đạo tràng thì cả đạo tràng Phật tử chùa Khai Nguyên thì ở đây cũng có tu với chúng ta này. Vì thầy cũng hướng dẫn các Phật tử muốn niệm Phật đi cho gần, thuận tiện bến xe đi cho gần mà niệm Phật cả ngày được á, thì cứ vào chùa ngoài. Thầy không có phải là các Phật tử ở Khai Nguyên thì chỉ được đến Khai Nguyên, không được đến chùa ngoài, không có. Đó. Thế cho nên đấy là phải khẳng định cho với chúng ta với cái quan điểm tu tập của đạo tràng chùa Khai Nguyên ở đây như thế. Một Phật tử nữa hỏi A Di Đà Phật, con bạch thầy, con xin thầy giải đáp giúp câu hỏi của con về gia đình nhà chú con. Chú con là em út trong gia đình nhà con, bố con là anh cả. Phải nói rất là rõ. Trước đây khoảng 10 năm, chú con là một cán bộ lâm nghiệp. Bây giờ chú con đã về hưu. Nhưng thời gian này chú con làm nghề giết mổ và nhận làm cố cho các cơ quan cá nhân đặt nên chú con giết mổ rất nhiều, từ thịt chó, thịt gà, thịt mèo, thịt lợn, thậm chí thịt cả ngựa để nấu cao, và có lần làm thịt cả ngựa có thai. Giờ đây chú con bị ung thư phổi. Hai người con trai thì lấy vợ mấy năm rồi mà không sinh được con. Gia đình luôn lục đục. Đã đi nhiều đền phủ cầu xin nhưng không hết. Bây giờ con phải làm sao? Mong thầy chỉ giúp cho con để con nói với chú con cho gia đình con bớt nghiệp chướng này ạ. A Di Đà Phật. Chúng ta thấy không? Tất cả không phải gia đình, riêng gia đình nhà Phật tử, người thân gia đình Phật tử này đâu. Không phải riêng ông chú của Phật tử này đâu. Mà các Phật tử cứ nghiệm, chiêm nghiệm lại hàng xóm nhà mình, trong thôn nhà mình, khu phố nhà mình, trong làng, trong xã nhà mình, tất cả những người làm nghề sát sinh đều giàu rất nhanh. Nhưng mà lụm cũng rất gì, bại cũng rất gì, rất chậm. Giàu phất lên thật nhanh. Thậm chí đang ở ngôi nhà cấp 4, chỉ 2-3 năm sau có nhà gì ạ? Nhà 2, 3, 4, 5 tầng luôn. Thậm chí có cả ô tô, xe máy đẹp để đi luôn. Nhưng mà chỉ khoảng 10, 15, 20 năm sau là cùng thôi. Con cái, hoặc là con cái phá, hoặc là sinh ra bệnh tật, hoặc sinh ra gì? Vợ đi ngoại tình, hoặc chồng đi gì? Đi kiếm bổ. Và gia đình tự nhiên sinh ra lục đục, thậm chí là tan nát. Đấy chỉ là mới là cái nhân thôi các quý vị. Còn cái quả về sau á, nó mới là khủng khiếp. Khủng khiếp làm sao? Trong kinh Địa Tạng Đức Phật cũng nói rồi, mà rất nhiều những kinh điển đại thừa Đức Phật cũng đã nói, những người làm nghề sát sinh sau khi chết đi thường đọa trong tam đồ ác đạo, tức là gì? Là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Ngày xưa ở bên Trung Quốc có ông Trương Thiện Hòa làm nghề giết heo, mổ lợn, mổ trâu, mổ bò hàng ngày đó. Khi mà còn khỏe thì ông này không có tin Phật pháp. Ông này giết gà mổ lợn làm cái nghề sát sinh cho nên ông chẳng sợ. Thậm chí thì vợ ông đi chùa, ông còn cấm đoán và bảo rằng á, tao thì làm vất vả hàng ngày, mày cứ đem tiền của tao đem ra cúng thì mấy cái ông sư đầu chọc ở ngoài chùa. Thế đấy. Và cấm không cho vợ đi chùa. Các vị biết không? Nhưng mà khi về già, ông nằm ốm liệt giường liệt chiếu,
trên thân thể của ông á, tự nhiên những cái gì mình gọi là những cái nó không phải bệnh hủi đâu, mà tự nhiên nó cứ nổi lên những cái u cái nhọt á, nó to tướng hết khắp cơ thể, và ông lên la gì thảm thiết cả ngày lẫn đêm, cái mùi tanh hôi đến thì đến nồng nặc, vợ con cũng không gì không hầu hạ được nữa, mà cái mùi khủng khiếp. Chúng ta biết cái mùi hôi mùi thối ở trên cơ thể con người ta mà nó chẳng kém gì mùi cóc chết. Các cụ Phật tử chúng ta ngửi thấy mùi cóc chết bao giờ chưa? Hả? Mùi cóc chết á, cái mùi thối của nó hơn tất cả các loài vật khác chết. Con trâu, con bò hay con gì, con cá nó chết thối, nhưng mà cái mùi thối của nó chúng ta còn gì có thể chịu được vào một chút, những cái mùi cóc chết các quý vị ạ. Con chuột chết trong nhà mùi nó ghê rồi, nhưng con cóc chết trong nhà mùi nó còn khủng khiếp nữa. Vì sao? Con cóc nó có cái chất gì ạ? Chất cực độc ở trên gì? Trên da, trên thân thể, trên gan của nó, trên phổi của nó, cho nên á khi nó chết cái chất độc nó phát tác ra, vì vậy mà cái mùi thối của nó là khủng khiếp. Nhưng con người chúng ta khi mà trên thân thể lở loét cái mùi thối mà có giòi á, có bọ á, thì vừa tanh vừa hôi lại vừa thối, rất là khó chịu. Cho nên vợ con gì cũng không thể gần gũi hầu hạ ông ấy suốt được nữa, vì vậy mà ông ấy thường đau và rên xiết khóc lóc một mình. May thay cho cuộc đời của ông, đó là gì, một hôm có một cái vị hòa thượng đi khất thực, có cái đi hoàng đi đi hóa duyên, và đi hóa duyên cho mình gọi là đi khất thực đó, đi qua cửa nhà ông ấy nghe thấy tiếng gì, tiếng rên ở trong nhà là cứu tôi với, thế trong là khóc. Thế là ông sư, ông hòa thượng đi ra ngoài cửa tưởng là trong nhà có người bị ốm hay bị đau bị làm sao, hay là bị gì, bị người bắt cóc hay người gì, hay là người ta muốn giết. Cho nên là vị hòa thượng mới gì đi vào nhà thì cứ theo cái tiếng rên nữa, thì vào trong gì, trong phòng, trong buồng ông ấy, thì thấy ông ấy đang nằm rên xiết, như phải gọi người nhà thì chả thấy ai, về con cái vợ con đi làm hết rồi, để một mình ông ở nhà chơi chọi. Vì ông ốm bao nhiêu năm nay rồi không chết mà, thì nhà cũng phải gì của cải, trước đây ông làm được bao nhiêu á, nhà to cửa lớn thì bán sạch, bây giờ chỉ còn cái gì, cái vỏ ngoài nữa thôi, đồ đạc thì cũng đổi nón ra đi để chữa bệnh cho ông hết rồi, nhưng chưa khỏi. Thì bây giờ vợ con cần phải đi làm thì mới có ăn, cho nên nó cũng không ở nhà để ai nhà để chăm sóc cho ông được nữa, cho nên bỏ ông, bỏ mặc ông nằm ở đấy đi làm. Cái vị hòa thượng vào nhìn thấy ông ấy lên chết như vậy, cho nên nó mới khởi lòng thương từ bi, nó hỏi rằng á, gia đình vợ con nông ở đâu mà có mình ở nhà nằm lên la một mình như vậy, khổ đau thế này, khổ thế này. Thì ông bảo, ông nói lúc đó thấy hòa thượng ông mới rớt nước mắt, mới bảo là gì, sám hối thầy, không giấu gì thầy á, con mấy năm nay ốm đau quặn quẹo gì, tiền của trong gia đình thì đều đội nón ra đi chữa bệnh cho con hết sạch, cho nên vợ con nó phải đi làm thì mới gì mới có ăn. Chẳng giấu gì thầy, trước đây nhà con thì cũng có của ăn của để, nhưng á nay á con mới nhận ra cái lỗi lầm của mình, rằng á trước đây do gì, sở dĩ nhà con có của ăn của để như vậy, do chúng con thì sát sinh hại vật quá nhiều, cho nên á nay con mới bị quả báo như thế này, con hiểu. Và tội của con nó lại còn cấm vợ con đi chùa nữa, đặc biệt là còn gì, là còn xúc phạm hủy báng các sư ở trong gì, ở trong làng nữa, ở gần đây nữa, các chùa gần đây nữa, cho nên nay con biết là con có tội rồi. Rất may là để hòa thượng nay đến nhà gặp con, chắc một cái duyên của con, cho nên thì xin là hòa thượng cho con được thì được sám hối, và nếu mà hòa thượng hoan hỉ thì xin làm cái lễ quy y cho con, vì con bây giờ không có cái gì nữa. Thì hòa thượng mới bảo rằng đó, vậy thì được, nếu mà ông thì ông muốn quy y trước khi tắt thở như vậy thì ta sẽ thì quy y cho ông. Và hòa thượng ngay lập tức thì quy y cho ông ấy. Quy y xong thì tâm cũng rất hoan hỉ và khuyên ông thì niệm Phật để hồi hướng, tiêu trừ nghiệp chướng sát sinh hại vật trước đây. Và ông ấy phát nguyện, ông ấy thì niệm Phật đúng 3 ngày. 3 ngày ông niệm Phật các Phật tử ạ, nhất tâm 3 ngày niệm Phật, và đến hết ngày thứ 3 buổi trưa vào giờ ngọ, tức là từ khoảng 11 giờ đến 1 giờ trưa, đó là giờ ngọ, thì vào chính ngọ khoảng 12 giờ trưa, ông cười vui và nói với vợ con ông rằng liền, hôm qua tôi thấy A Di Đà Phật Quán Âm Thế Chí đến để vẩy nước cam lồ và rửa tội cho tôi, và nói rằng á, vào giờ ngọ ngày hôm nay tôi đi, và bây giờ hỏi vợ con chuẩn bị đến giờ ngọ chưa. Vợ con bảo gần đến rồi. Ông bảo nếu đến giờ ngọ thì chuẩn bị đến giờ ngọ thì đi
đi sang làng bên đó, thỉnh hòa thượng hôm trước đó đến để tụng kinh cho tôi. Thế vợ con để đi sang làng bên thỉnh hòa thượng về, cũng gần gần ngay đấy, sang thỉnh hòa thượng về, hòa thượng tụng biến kinh A Di Đà cho xong một cái thì ông cười và chào hòa thượng, cảm ơn hòa thượng đã thì quy tam bảo cho con, đã dạy cho con cách niệm Phật, và giờ A Di Đà Phật đến rước con rồi, con đi đây. Thế là ông cười, ông niệm ra đi, mùi hôi đang chuyển từ mùi hôi thối trong nhà trở thành hương thơm ngào ngạt, ba ngày chưa tan. Đấy, người làm việc cực ác mà biết ăn năn sám hối thì cũng có thể qua được cái trường hợp này. Khuyên Phật tử này về khuyên ông ấy trước hết là phải để gia đình bỏ cái nghề sát sinh ngay, bỏ ngay lập tức thì mới cứu được. Còn không bỏ thì có Phật Thích Ca Mâu Ni 10/3 đời chư Phật hiện xuống cái đất Ba Vì này cũng không có gì, không có cứu được ông ấy, không có cứu được gia đình ông ấy. Cái việc đầu tiên là phải dừng tất cả cái việc sát sinh lại, bỏ cái vấn đề đặt cơm quán, cơm hàng các thứ đi. Thôi, tiền để làm gì khi mà cũng chữa bệnh hết mà lại còn nghiệp, hai đứa con lấy vợ lấy chồng mà không có gì ạ? Không có con. Như vậy là tương lai là gì? Là tuyệt gì? Tuyệt tự, tuyệt tử, tuyệt tôn. Tuyệt tự có nghĩa là tuyệt tử, tuyệt tôn. Về sau này, sau khi mất đi rồi, ai là người hương khói? Mà ở trong địa ngục rồi, không may mà vào trong địa ngục, tôi nói như thế, không may vào trong địa ngục rồi thì ai là cái người ở trên này để làm phúc tu thiện, để hồi hướng cho đây? Dắt nhau vào đấy thì khổ lắm. Cho nên trường hợp này khuyên cái trước tiên Phật tử này về nên khuyên là cả gia đình nên bỏ sát sinh hại vật, làm cơm cỗ cơm bàn kia đi. Thứ nhất. Cái thứ hai là phải cả gia đình nên gì? Nên phóng sinh, tu húc, tụng kinh Địa Tạng ở nhà để sám hối cho ông ấy. Biết đâu có thể khi mà sám hối đến cái mức gì cực độ thì ông có thể cũng khỏi bệnh ung thư, mà hai đứa con thì cũng sinh được cháu. Cứ làm đi. Nhưng trước tiên phải bỏ đó. Nếu chưa bỏ, bao giờ mà bỏ được cái nghề đó thì bảo gia đình xuống gặp tôi thì tôi sẽ hướng dẫn thêm. Còn chưa bỏ xuống, chưa bỏ được thì dừng lại. Câu trả lời ở chỗ đó. Con bạch thầy, con muốn cho các vong nhà con được siêu thoát thì phải làm như thế nào ạ? Mong thầy hoan hỷ. Con muốn gửi vong vào chùa thì phải làm thế nào ạ? Muốn cho vong được siêu thoát, trong kinh Địa Tạng nói rồi đúng không? Nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh gì? Bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, hồi hướng cho các vong linh đã mất của nhà mình, thì cộng với việc phóng sinh, tu phúc, bố thí cúng dường, tất cả các việc thiện mình có thể làm được thì mình đều làm. Chúng ta thấy trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng tiền thân của ngài là con gái của Bà La Môn, muốn đổ cho mẹ mình, mẹ của mình đang đọa trong địa ngục, ngài muốn đổ cho mẹ làm sao nhỉ? Nhất tâm lễ Phật, thậm chí là còn bán cả gì nhà cửa ruộng vườn để hồi hướng cho cha mẹ, cho người thân. Nhưng thôi, ở đây thì tôi không bắt các quý vị phải bán nhà cửa đâu, nhưng mà cái gì quý của mình nhé, mình giữ hàng ngày mà mình nhé yêu chuộng, quý kính nó, mình sẵn sàng xả vì cha, vì mẹ, vì người thân của mình thì mới được. Ví dụ chẳng hạn, đơn giản, nó chỉ là 1 triệu, 2 triệu bạc thôi, đôi khuyên ta. Cái mà mình quý từ khi, có khi thật thì nó để 2, 3 đời nay, 4, 5 đời nay, cứ gì, bà truyền cho gì, cho mẹ, mẹ truyền cho chúng ta, 3 đời và chúng ta cũng nghĩ xong đời chúng ta không truyền cho con nữa. Nhưng bây giờ hiểu Phật Pháp, mình muốn cho ông bà cha mẹ tổ tiên của mình được siêu thoát, một cái đôi khuyên tai, xin tôi các vị, nó cũng chỉ đáng là 1 vài triệu thôi. Nhưng mà đây là cái tâm của mình sẽ gì không truyền nữa, mà mình gì siêu độ báo hiếu cho cha mẹ cửu huyền tất tổ của mình là sớm được siêu thoát. Làm bằng cách nào? Có thể như trong kinh Địa Tạng nói là đem cúng dường gì tôn tượng của chư Phật và Bồ Tát, hoặc rằng gì phóng sinh tu húc, hoặc rằng gì sắm sửa trai nghi, tức là đồ ăn thức uống để cúng dường trai tăng, hoặc rằng ấm tống kinh điển để truyền bá Phật Pháp, đem công đức đó hồi hướng siêu độ cho gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta. Thì Phật tử này hỏi muốn được siêu thoát cho các vong linh người nhà thì phải làm sao mà? Đây tôi lấy một cái ví dụ như thế, chứ không phải là các vị có khuyên tai, ai đeo vòng cũng phải đem gì? Đem để làm cái việc đó.
Đây ý tôi nói là mình phải dốc kiệt lòng thành, dốc trọn lòng kính để mà làm cái việc đó thì sẽ được như nguyện thôi. Bằng không thì các quý vị để phát nguyện tụng kinh, nhất tâm phát nguyện tụng kinh ngày 3 thời hoặc ngày 2 thời tụng kinh niệm Phật, cứ nhất tâm như vậy hồi hướng hết ngày này qua tháng khác, thì khi mà đủ duyên lành đủ công đức thì sẽ giúp được người thân chúng ta để siêu thoát. Trong kinh Địa Tạng nói bình thường ra chúng ta chả bao giờ thấy các vong linh người thân chúng ta về báo mộng hay về cái gì cả, nhưng chúng ta tụng kinh Địa Tạng hồi hướng một thời gian tự nhiên thấy người thân của chúng ta chết đã lâu rồi về báo mộng hoặc là đi về cho chúng ta thấy mặt thôi. Đó là hiện tượng gì? Hiện tượng họ đã được thoát khỏi ở dưới đường địa ngục ngạ quỷ và họ được được đi sống, họ được tự do ở dưới cõi âm và mới lên đấy lên để báo cho mình. Các vị biết giống như người mà bị phạm tội bị nhốt ở trong tù, họ có về thăm gia đình được không? Họ có được về phép không? Người đi tù có được về phép không các Phật tử? Vì sao? Vì họ mất hết quyền gì ạ? Mất hết quyền công dân, cho nên không có cái chuyện là người đi tù được về phép. Nhưng người đi nghĩa vụ quân sự có được về phép không? Có. Người đi công tác có được về phép không? Có. Đấy, người đi công tác đi nghĩa vụ quân sự thì quyền công dân của họ, cái quyền tất cả mọi quyền công dân của họ vẫn còn, cho nên thì họ một năm họ có thể xin đơn vị về phép mấy ngày. Người đi làm công chức nhà nước cũng được nghỉ phép gì? Ngoài cái nghỉ phép thứ bảy chủ nhật ra thì họ còn một năm còn được 7 ngày hoặc bao nhiêu ngày nghỉ phép nữa, họ dồn lại họ có thể ở nhà xa có thể về thăm người thân được. Đó. Như đấy là còn quyền công dân. Trường hợp với các vong gia đình chúng ta mà có người mất từ lâu rồi mà không thể nào về báo được, chúng ta không có một tin tức gì. Có những trường hợp thì họ đi gì? Đi đầu thai lên cõi lành rồi, hoặc họ làm người, làm súc sinh rồi thì không thể làm súc sinh là một con gì? Con lợn hay một con trâu rồi đi về báo tin được, rất khó. Trừ những trường hợp đặc biệt, ngoại lệ thì có thể có, nhưng mà đấy thì ít lắm. Hoặc là họ đi đầu thai về cõi khác rồi, đang làm con người rồi, thậm chí họ làm con người, người hàng xóm ngay bên cạnh nhà chúng ta. Hàng ngày chúng ta vẫn thấy ở đấy, nhưng mà thì chúng ta không có tuệ nhãn, không có thiên nhãn, cho nên không nhìn thấy, không biết được đấy là quyến thuộc ở kiếp trước của chúng ta. Cho nên coi như một bà hàng xóm thôi, một ông, một anh, một chị hàng xóm thôi, vẫn thân thiết, vẫn gần gũi nhau, có một tình cảm đặc biệt, nhưng mà không nhận được ra nhau, đó kiếp trước là vợ con, ông bà, cha mẹ, mục thân quyến thuộc, bây giờ lại thành hàng xóm, vẫn thấy nhau đấy. Nhưng do không có tuệ nhãn, không có pháp nhãn, không có thiên nhãn, không có thần túc thông, túc mệnh thông, cho nên không biết được đấy là người thân của chúng ta. Cho nên khi chúng ta đọc tụng kinh Địa Tạng mà thấy được người thân chúng ta mà về mà cảm ơn, hoặc về cho chúng ta nhìn thấy người thôi. Hôm trước chúng tôi xuống giảng ở 2 tháng trước ở dưới Thạch Thất, dưới cái chùa Đại Đồng, chùa Bảo Quang, có một Phật tử nói rằng về mới tụng kinh có 21 ngày thì tự nhiên là thấy ông nội của chồng đi về cảm ơn và báo mộng rằng nhờ có gì, có các con các cháu mà tụng kinh niệm Phật mà ông được thì ông được giải thoát, và ông đi về để cảm ơn con cháu và ông đi đó. Tụng kinh xong rồi đêm về 21 ngày sau thì thấy ông nội của chồng á về nói thẳng như thế và ra đi. Thế thì hỏi tôi rằng tháng sau tôi lên giảng thì bị hỏi là như vậy là như thế nào, và đấy là mừng, đấy là rất mừng, vì giống như người gì, giống như không may mà gia đình chúng ta có một người nào đó phạm pháp bị nhốt đi tù hoặc là gì đáng nhẽ phải 30 năm, nhưng mà bây giờ vào trong tù làm tốt, gia đình chúng ta thì cũng khuyên hóa động viên, thường xuyên vào thăm động viên, một năm vài lần động viên, và cái tội nhân đó cũng gì ở trong tù cũng làm rất tốt, chấp hành kỷ cương pháp luật của gì ở trong nhà lao. Cho nên 15-20 năm sau gặp vào cái dịp mà chủ tịch nước, bộ công an và đảng nhà nước chúng ta hàng năm thường có một cái đợt gọi là cái đại gì nhỉ, đại ân xá, và được chủ tịch nước thì ký giấy ân xá một cái thì đương nhiên mới 15-20 năm nhưng mà đã được gì, được ra trước. Vậy do gì? Do làm tốt chấp lao phục dịch, làm các công việc tốt ở trong gì, trong nhà lao. Vậy người thân chúng ta cũng quan hệ tốt thì cũng khuyên bảo tốt, cho nên cái người đó gì, người đó hướng từ một cái chỗ xấu ác, biết ăn năn hối cải, cho nên sớm được tha,
thì họ mới có về, có thể về, mới có thể về với gia đình chúng ta, đúng không? Chứ không có cái chuyện là đang ngồi trong tù mà được ra chơi đã được về. Cái đấy là trường hợp đó là mừng. Vậy á, đây trường hợp Phật tử nói muốn làm sao để cho các vong được siêu thoát thì có rất nhiều cách, nhưng về bố thí, phóng sinh, cúng giảng, tu phúc, đọc tụng kinh Đại Thừa, nhất tâm hồi hướng siêu độ cho các cụ. Tụng kinh xong chúng ta phải nán lại 5-3 phút để hồi hướng. Cầu nguyện đầu tiên là mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long, Bát Bộ, Pháp Thiện Thần gia hộ cho. Cái những vong linh tên là gì đó mà mình không biết hết thì cứ đi vong linh nội ngoại gia tiên cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp của chúng con, nhờ vào công đức tụng kinh niệm Phật này, phóng sinh tu phúc vân vân này mà sớm được đi, sớm được thoát khổ trong tam đồ lục đạo, sớm được sinh trời người, sớm được gặp Phật pháp, sớm được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Đó là cái cách gì chúng ta hồi hướng cho vong linh chúng ta, người kính thuộc. Rồi sau đó thì chúng ta mới hồi hướng cho người thân, chúng ta muốn cầu nguyện cho ai được mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống thì chúng ta mới thì mới tiếp tục hồi hướng theo, hồi hướng tiếp theo. Đó. Còn Phật tử này mà là muốn đưa vong vào chùa thì phải làm thế nào? Cái này thì cũng đơn giản thôi, ví dụ vào cái dịp chuẩn bị đến rằm tháng 7 tới đây nè, thì lễ hội Vu Lan, lễ Vu Lan báo hiếu, thì kể cả chùa ở đây cũng có, Phật tử gần đây thì làm ở đây, Phật tử trên Tản Biên làm Tản Biên, Phật tử ở Khai Nguyên làm Khai Nguyên. Nhưng mà cái ngày pháp hội chính, 3 ngày pháp hội trung phong là cái pháp hội thủ thắng, thì chúng ta nên cùng với quyến thuộc họ hàng chúng ta để cùng nhau đóng bè tập phúc, làm bài vị, làm sớ, làm lấy vài mâm cơm chay, 3 mâm cơm chay có điều kiện thì cả chi họ chúng ta làm cái ngày đầu ngày cuối, hoặc cả 3 ngày thì càng tốt, mỗi ngày là 3 mâm cơm chay. Mâm cơm chay cũng đáng là bao, 200.000 mâm cơm thì cũng đáng là bao cả. Cả họ mà không thì không làm được cả 3 ngày thì làm 1 ngày, không làm 1 ngày thì làm một mâm cũng được. Mà chả có mâm nào thì người đến không cũng được. Cân hoa quả là được rồi, mà không có cân hoa quả thì đến không cũng được. Biết chắp gì, biết chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, biết tụng kinh là cũng được rồi. Đó. Thì đấy mình đem cái công đức đó để hồi hướng. Còn những cái cúng phả đổi ra tiên các thứ bình thường thì cũng được, nhưng cái đó cái công năng của nó thì ít lắm. Vì sao? Thì có mấy vị sư cúng thôi, có mấy Phật tử cúng thôi. Nhưng cái này pháp hội trung phong á, hàng mấy chục vị sư cúng, hàng 4-5 ngàn Phật tử thì đồng niệm trợ duyên, cho nên cái sức mạnh của nó là gấp bội phần. Vì vậy mà vào cái pháp hội đó thì trường hợp này chúng tôi khuyên là nên bố trí thời gian đến để làm cái lễ đó sẽ tốt hơn. Câu thứ ba, đại tràng hỏi là có người hỏi là hai vợ chồng con cùng tụng kinh Địa Tạng theo chùa, nhưng do tính chất công việc buổi sáng con tụng kinh cùng chồng quyển thượng, đến tối thì tụng tiếp hai quyển còn lại, nhưng mà nhiều hôm buổi tối do con phải dạy cháu nhỏ học bài nên không tụng cùng chồng được hai quyển, không tụng cùng chồng được nốt hai quyển. Đến sáng hôm sau con lại cùng tụng với chồng quyển thượng, như vậy có công đức không? Con có bị phạm tội gì không? Không sao, tùy duyên đi. Người học Phật, người tụng kinh ấy, cũng giống như gì? Giống như người ăn mía. Tôi lấy một cái ví dụ như vậy cho các Phật tử biết. Giống như người ăn mía, ăn khúc gốc, khúc giữa hay là khúc ngọn thì đều gì? Tất cả đều gì? Đều ngọt. Nên có cái khúc ngọn á, mình ăn một cái khúc ngọn á, mình khúc ngọn không á thì nó có thể nhạt hơn một chút. Hoặc ăn mình khúc gốc không á thì nó có thể hơi rắn lên một chút, nhưng mà gì, vẫn là cây mía ấy, nó vẫn gì, có vị ngọt. Phật tử tụng được quyển thượng thì Phật tử có gì, có công đức của quyển thượng. Tụng được quyển trung thì thêm công đức của, tôi lấy một cái ví dụ như tụng quyển thượng, mình quyển thượng không á thì có công đức gì, của ngọn mía chẳng hạn. Tụng quyển trung thì gì? Có thêm công đức của khúc giữa của cây mía. Tụng quyển hạ thì Phật tử có thể thêm cả cái gì, cái gốc của cây mía. Tụng trọn cả ba quyển tức là Phật tử có công đức gì, giống như ăn trọn cả cây mía vậy. Đó. Còn tụng được một quyển thì thôi, coi như mình ăn gì, ăn một khúc của một cây mía, không có tội gì đâu. Chắc chắn Phật không bắt tội chúng ta. Này Phật tử kia, nhà ngươi tại sao lại dám phạm thượng với ta như thế?
nhà ngươi tại làm sao chỉ có tụng quyền thượng mà không tụng quyền trung quyền hạ, ta sẽ bắt phạt ngươi. Không có cái chuyện đó. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng gì cũng không đến cầm cái tích trượng mà giống xuống ngay trước thì mặt chúng ta mà bảo, chỉ mặt ta mà bảo gì, tại sao ngươi gì, ngươi không kính trọng ta trọn vẹn, tại sao ngươi chỉ kính trọng ta có 1/3 mà không gì không kính trọng ta cả gì cả 3 phần trọn vẹn. Không có cái chuyện đó. Cho nên đối với Phật pháp á, là gì, đầu giữa và cuối. Trong kinh luận nói tất cả đều là thiện. Cho nên là tụng được quyển thượng thì có công đức quyển thượng, tụng được quyển trung có thêm công đức quyển trung, tụng được quyển hạ thêm công đức quyển hạ. Chúng ta hiểu biết được Đức Phật dạy ở trọn vẹn trong bộ kinh thì chúng ta thực hành thì công đức chúng ta sẽ sớm được viên mãn. Còn chúng ta chưa được hiểu hay được hết vì một cái lý do đặc biệt, đó là gì, Phật tử phải chăm các cháu vào buổi chiều buổi tối, cho nên không thể tụng được hết. Có thể chỉ ngày thứ bảy chủ nhật mà con cái nó được nghỉ, nó ở nhà nó chăm con nó thì mình là bà nội hoặc bà ngoại mới có thể đọc được hết cả bộ thôi cũng được, không sao. Nhưng ở đây thầy khuyên thêm, không có thời gian tụng kinh suốt cả 3 quyển như vậy thì Phật tử có thể mở cái đài giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của Trưởng lão Hòa Thượng Tịnh Không hoặc là Cố Trưởng lão Hòa Thượng Tuyên Hóa, hay là bài giảng của thầy về kinh Địa Tạng cũng được, mở ra mà nghe. Khi trông cháu vẫn có thể nghe giảng được, nghe giảng tâm chúng ta gì khai sáng, tâm chúng ta tỏ ngộ, chúng ta hiểu ra à, Phật dạy chúng ta như thế, trong kinh Phật dạy chúng ta làm như vậy, đọc kinh không chỉ đọc như con vẹt mà chúng ta phải làm như vậy, Phật dạy như vậy, tổ dạy như thế và thầy giảng như thế, chúng ta tin tưởng học tập và làm theo thì công đức đấy mới được trọn vẹn đó. Thầy khuyên Phật tử này thêm như vậy. Phải là con kính bạch thầy, xin thầy bố thí cho con một lời khuyên. Cách đây 5 năm, con gái con bị ma đưa đi giấu, sau đó con đến ông thầy ở Quảng Oai, ông ấy cho con 4 lá bùa về chôn ở cổng và ở giữa và ở cửa bếp và lối ra vườn, mà con gái con nhìn thấy cái bóng đó. Từ đó con gái con đi làm ăn xa, con thấy không gặp may. Vậy con xin thầy bố thí cho con lời khuyên. Ở cái trường hợp này thì Phật tử nói rằng có cô con gái mấy năm trước bị ma giấu. Các Phật tử thấy ma giấu bao giờ chưa? Có không? Thì ma nó giấu thế nào? Không ai ai thấy ma nó giấu đó thế nào đấy. Nếu mà hỏi thấy ma giấu thì hỏi nó giấu thế nào thì không ai trả lời được. Vì sao? Vì đây là cái vấn đề gì ạ? Vấn đề tâm linh. Mà tâm linh thì có dùng bằng con mắt thường để nhìn thấy được không? Không nhìn thấy được. Các vị biết không, tiểu của thầy cũng bị ma giấu mấy lần rồi đấy. Có mấy năm trước có một chú tiểu thì không biết nó làm sao, mọi người đi tìm mãi không thấy đâu, tìm hết ở chùa Tam Bảo, nhà tổ, rồi nhà pháp hội, rồi ngoài giếng, ngoài ao, ngoài bờ, ngoài bụi, tìm tất tất. Thầy bảo là thế đi về mở trong tất cả các hòm các tủ rồi gầm ban thờ xem có tìm thấy không, mọi người không thấy đâu cả. Tìm từ sáng đến trưa, trưa chiều đến tối không thấy đâu. Đến nửa đêm thế tự nhiên vẫn cái tủ đấy, mọi người vào mở thì mới thì nghe lục cục mở ra thấy là trong tủ ấy, trong tủ quần áo ấy. Mà rõ ràng là lúc thế tôi hỏi là thế lúc trước tôi bảo đi tìm mở tủ rồi mà sao không thấy. Thế mấy bác hỏi lúc trước con mở, lúc sáng con mở không thấy đâu. Đấy là trường hợp tiểu của tôi, mấy năm trước có một chú tiểu là như thế. Và cái trường hợp này chúng tôi cũng gặp khá nhiều rồi, để chủ trì 4 năm ngôi chùa cho nên thỉnh thoảng cũng hay gặp những cái trường hợp như thế. Có những trường hợp Phật tử lên nói rằng á, vừa qua nhà con là bị ma giấu ở dưới Quốc Oai á, ở nhà con bị ma giấu, thế hỏi là giấu thế nào. Nhà con á, ngồi thu lu ở trong góc tường mà bao nhiêu người đi qua không có nhìn thấy, nhưng xong rồi đến mãi
Phải đến mấy tiếng đồng hồ sau thì mới có người nhìn thấy với ông ngồi trong góc tường và rõ ràng bao nhiêu người đi qua xoay đèn pin để bấm ngó tìm không thấy. Nhưng mà khi mà xong đó thì thấy thì hỏi ông ở đâu, thế bảo vẫn ngồi ở đấy. Ông vẫn ngồi đấy, thì bảo từ đâu về đấy, nó bảo vẫn ngồi từ trước ở đó đấy. Bảo là nhìn thấy mọi người đi qua nhưng mà không thể gọi được. Biết là mọi người biết người nhà đi qua, thấy mọi người xoay đèn vào và định mở miệng ra để gọi tôi ở đây, cứu tôi với, nhưng mà không thể nào mở lời ra được. Có nghĩa là bịt gì ạ? Nó bịt miệng, không thể nói được. Đó, đó là cái trường hợp đấy. Thì lên nói với chúng tôi là xử lý kiểu nào. Thế cái đợt đó tôi về bảo là thôi về thì chắc cũng là do cái nghiệp trước, đời trước kiếp trước do nợ nần người ta nhiều, sát sinh hại vật, rồi gây thù kết oán, khiến cho oan gia trái chủ, bây giờ họ mới đến họ báo oán, họ phá gia đình nhà vị ấy. Thế tôi bảo về thì nơi nên phóng sinh và tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho họ và sám hối cái nghiệp chướng của mình đã gieo tạo nhiều đời nhiều kiếp trước. Thế là về một thời gian sau thì gia đình dần dần cứ ổn dần ổn dần. Cho nên trường hợp này cũng vậy. Cái trường hợp này thì cái bùa nếu mà làm khoảng độ 3 năm trở đi thì không phải lo nữa. Nhưng bây giờ nó còn dư âm là cái chuyện mà làm ăn nó không gặp nhiều may mắn. Đó là sao? Vì nó cũng có thể nếu mà làm bùa làm đèn như vậy, ông thầy phù thủy mà họ thực sự giỏi ấy, nó cũng có âm binh, người ta cài cắm vào. Thì bây giờ cái âm binh nếu mà cái ông thầy đó mà họ không thu về thì nó vẫn còn ở lại trong cái đất nhà mình đó. Âm binh nói thì tôi ví như là các vị cũng có cái người tốt kẻ xấu, cũng giống như là gì? Đây tôi ví mà phần đại đa số âm binh đó là những người xấu, những cô hồn ngạ quỷ ma đói, người ta thu nạp bắt ở ngoài đầu đường xó chợ ấy. Trong thầy phù thủy người ta có pháp của người ta, người ta ra nghĩa địa, ra đầu đường xó chợ, người ta thu phục, người ta cho cháo, cho ăn, ăn xong người ta thu phục. Trường hợp nào đi theo tự nguyện theo thì tốt, mà không theo thì mới dùng cái pháp người ta bắt về, người ta bắt phải theo. Đó, giống như là giang hồ ấy, giống như đại ca giang hồ ấy, người ta cho một đoàn đi thì đi câu những cái bọn thanh niên mà ở trong làng mà lười lao động ấy, chỉ muốn ăn chỉ muốn chơi ấy. nó cho lên hít mấy tép heroin vào, tức là nghiện một cái là phải theo nó thôi. Mà khi theo nó đương nhiên là quân của gì, quân của nó thôi, nó bảo là phải nghe. Thì ở trong thế giới tâm linh cũng như thế, nó cho ăn, cái ma cái đói ma khát đầu đường xó chợ ăn xin ăn mày lang thang ăn trộm ăn cắp ngoài đường cũng như thế gian chúng ta vậy. Nên nó thì nó khao quân nó cho ăn, ăn xong thì đương nhiên phải làm việc cho nó, thì không làm việc cho nó thì nó lại dùng các thế lực mạnh hơn giỏi hơn nó đánh cho, thì là đau thì là phải theo nó, và khi theo nó rồi thì là quân của nó, thì là gì, nó sai đi đâu thì phải đi. Ví dụ nó đem cái bùa, nó làm một cái lá bùa này, nó mang nó yểm vào đó cái lá bùa, ví dụ là chỗ này nó cho khoảng độ 5 quân hoặc 10 quân hoặc là một quân chẳng hạn, vân vân. Thì đến nơi đó thì chúng ta muốn làm ăn được thì phải nuôi gì, nuôi họ, phải nuôi họ làm sao, ngày nào cũng phải giải gạo giải muối ra ngoài sân đấy thì được, ngày nào cũng thế. Nếu gia đình nhà chúng ta mà họ gài bùa gài bèn vào gia đình chúng ta thì ngày nào cũng làm nắm gạo nắm muối tung ra ngoài sân cho họ, là buổi sáng sớm và buổi chiều tối, thế thì gia đình chúng ta yên. Gia đình nhà nào mà nghi ngờ mà bị gài âm binh cứ làm như thế mà yên, là đúng rằng là trong nhà có âm binh, sáng tối cứ gạo muối làm một đĩa như vậy trộn lẫn với nhau rắc ra ngoài sân, rắc ra cửa ngõ, sáng làm một lần tối làm một lần mà thấy yên, y rằng là có âm binh, chắc chắn là họ còn ở trong gia đình mình đó. Nhưng cái phương pháp đó là gì? Chúng ta cho họ ăn họ cứ ở mãi đấy thôi. Hôm nào mà chúng ta không cho ăn hoặc là dần dần nó ở lì trong nhà chúng ta, nó thành gì ạ? Thành quen rồi thì chẳng khác gì chúng ta nuôi gì, chẳng khác gì gia đình chúng ta nuôi một vài kẻ xã hội đen ở trong nhà, cứ cho nó ăn và hàng ngày nó cứ đến bữa là nó dậy nó ăn, và chúng ta phải đi nuôi gì, cái nuôi nó nay dân quần quần làm cả ngày, gia đình vợ chồng con cái làm cả ngày, nó ở nhà nó ngủ, đến bữa nó dậy nó gì, nó chén. Hôm nào chúng ta nấu mà gì cơm muộn có khi nói nó đánh cho quan chúng ta vào một trận, chúng ta lại phải đi gì đi xin nó đấy. Cho nên cái trường hợp đó gần như là chúng ta làm nô lệ cho họ suốt cuộc đời. Nhưng trong Phật pháp thì có cách gì, bây giờ có một cái cách rất là tốt, đó là tụng kinh Địa Tạng. Và tại gia đình chúng ta, gia đình Phật tử này, thầy khuyên nên gì, khuyên cả gia đình nên tụng kinh Địa Tạng sáng tối 2 lần, nếu được ngày 3 lần thì càng tốt. Phát nguyện lấy 100 ngày, sáng chiều tối, sáng tụng kinh thường, chiều tụng kinh trung, tối tụng kinh hạ, ngày tụng 3 lần như thế 100 ngày. Nếu ngày nào bận thì bỏ đi về mình tụng ngày khác để bù vào đó đủ 100 ngày. Và 100 ngày này thì nhất tâm để hồi hướng cầu Phật Bồ Tát gia trì cho vài mình, cầu Bồ Tát Địa Tạng và hộ pháp thiện thần này
siêu độ cho những cái âm binh ở trong đang canh giữ những cái lá bùa trong cái mảnh đất nhà mình đó. Và làm được như thế, khi họ được siêu thoát hoặc siêu thăng cảnh giới đi thì cái bùa đó chỉ là cái tờ giấy không, và cái âm binh tức là cái binh lính nó cài vào đó, nó được đi siêu thoát. Hoặc nếu mà vị nào ăn ngang bướng thì cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng kêu hộ pháp thiện thần Bát Bộ Kim Cương và Tứ Chấn Thiên Vương tống khổ nó ra khỏi nhà mình. Giống như mình thì mình báo công an, báo công an đến, gọi công an đến để tần suất mấy cái kẻ mà ăn không ngồi rồi cứ nằm ở nhà mình ra để chờ ăn hàng ngày á, nó không có quyền hạn để nhà mình với công an tống nó đi. Đấy, kiểu như thế mình hòa giải hòa đàm với họ mà không nghe thì mình thì dùng cái biện pháp mạnh, đó là kêu Tứ Chấn Thiên Vương và Bát Bộ Kim Cương hộ pháp Long Thần là đuổi họ đi. Giống như mình thì mình mời khéo họ đi, mời chính quyền, mời trưởng thôn đến giải quyết, mà không đi đó thì mời công an xã đến thì trục xuất ra đi, vì công an mới có cái nhiệm vụ là trục xuất người. Còn mình thì trưởng thôn thì mấy cái chỉ có giảng giải thôi, hòa đàm thôi, đúng không? Hòa đàm không được thì mời công an xã, công an xã không được công an huyện tống khứ nó đi. Đó, thì cho nên cái trường hợp này thì nên tụng kinh Địa Tạng, múc bảy chén nước dâng lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Trên ban thờ nên có một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng để trên đó, và ngày đêm ba thời. Những cái trường hợp mà nặng phải 100 ngày, nhẹ nhẹ thì 49 ngày hoặc 21 ngày là được. Đó. Thì mình cứ nhất tâm đọc tụng như vậy, thanh bông hoa quả thì thành tâm thôi. Còn cái chén nước thì múc bảy chén dâng lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Trên ban thờ thần linh gia tiên đó, nên thỉnh một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ, pho tượng Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ đặt lên trên đó, treo cao cao trang nghiêm lên trên đó. Và cũng như vậy, cứ hết sáng chiều tối, đến sáng sớm sau thay bảy chén nước ra một chén ở giữa, thậm chí là dùng hẳn ba chén đi, dùng hẳn ba chén ở giữa đó để cho ra một cái cốc. Và tụng kinh xong một cái mình đi vẩy hết đất cát nhà cửa của mình, đặc biệt là những cái chỗ nào mình chôn bùa ngày xưa đó. Nếu chôn ở trong nhà thì mình lật cái viên gạch đó lên là tốt nhất, hoặc là gì mình khoan, dùng cái mũi khoan to to mình khoan nó xuống, xong đổ nước trong đó. Và tất cả những cái chỗ nào mình đổ chôn bùa ngày xưa mà nhớ, mình cứ vẩy nhiều nước vào đó. Nếu mà mình nhớ thì mình ra mình đổ luôn vào cái chỗ đó là tốt nhất. Để sao ạ? Cái nước đó gọi là nước bát công đức thủy, do công đức tụng kinh niệm Phật mà để sinh ra cái nước đó, đổ xuống dưới đó họ tiếp nhận được cái công năng công đức tụng kinh và cái năng lượng gì, năng lượng tử vi của gì, của Phật pháp, và cái vong cái âm binh đó họ sẽ sớm được siêu thoát, sớm được giác ngộ thôi. Còn trường hợp nào bướng thì mình sẽ dùng cái phương pháp cầu nguyện Phật Bồ Tát kêu hộ pháp Thiên Long Bát Bộ là gì, dẹp họ đi, không ở trong nhà mình nữa. Và như vậy thì dần dần là gia đình yên thôi. Trường hợp này thì khuyên như vậy. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các vị liên hữu Phật tử đồng tu, hội độ duyên lành ngày hôm nay phần lớn là các Phật tử chúng ta ở đây đang sinh hoạt ở trong các tổ đạo tràng và tu tập ở chùa ngoài ở Hà Đông, Hà Nội. Chúng ta cũng có một số Phật tử cũng hay sinh hoạt và tu tập ở đây, nhưng chúng ta cũng là có duyên với nhau. Cùng một cái chí nguyện, đó là tầm cầu giáo lý của Đức Phật và tu tập phát nguyện mong một đời được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc khi xả bỏ báo thân này. Cho nên chúng ta thì cũng kết thành những pháp lữ đồng tu để cùng sách tiến động viên nhau trên con đường tu tập. Thì hôm nay thì các Phật tử về đây lễ Phật lễ Tổ thì cũng có những lời thỉnh cầu để chúng tôi giải đáp một số những cái thắc mắc của các Phật tử cũng như là gia đình các Phật tử còn chưa được thông tỏ, thì chúng tôi bằng những cái kiến thức sở học nhỏ nhỏ của mình thì cũng tùy theo câu hỏi mà cũng trả lời cho các quý vị. Thì vị nào mà hoan hỷ thì chúng ta y giáo phụng hành tu tập cho tốt, còn vị nào chưa được hoan hỷ thì có thể chúng ta gặp các bậc cao tăng thạc đức, chư tôn đức trưởng lão, hòa thượng thường tọa, ni trưởng ni sư
cao tăng đắc đạo ở trong giáo hội các chúng ta tiếp tục tham vấn và thưa hỏi để các ngài có thể khai thị cho chúng ta. Học Phật là phải bao giờ tâm chúng ta phải được thông tỏ thì mới thôi. Ngày xưa các tổ gọi là đại triệt đại ngộ. Các vị thiền sư ngày xưa đi sam thiền học đạo, nhưng ngài Triệu Châu đến năm 80 tuổi xuất gia từ bé, nhưng mà đi tu sam thiền học đạo đến năm 80 tuổi ngài vẫn đi hành khước. Đi hành khước tức là đi cầu đạo. Cứ ở đâu nghe các vị tôn túc trưởng lão mà giỏi, bất cứ vị đó mới là 30-40 tuổi, nhưng mà ngài là một vị đại lão hòa thượng 80 tuổi vẫn đi đến đỉnh lễ quỳ gối ở dưới pháp tòa để nghe pháp. Đấy là gọi là kính pháp vậy, tôn nhân vậy. Ngài là xuất bậc trưởng lão xuất gia 80 tuổi, trong đó thì có hơn 60 năm xuất gia rồi, mà ngài nghe các vị pháp sư nào ở đâu mà đạo cao đức hạnh tuyệt vời thì ngài vẫn đến để sam cầu học đạo. Cho nên ở đây chúng ta học Phật, quan điểm của chúng tôi ở đây là cho các Phật tử đi các nơi để sam học. Tôi không có giữ Phật tử một chút nào. Các Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông hoặc hội mà bất cứ ở đâu tổ chức pháp hội hay tổ chức khóa tu, tôi khuyến khích. Ví dụ ở đây các Phật tử sinh hoạt ở trong đạo tràng của chúng tôi ở đây rất đông, mà các Phật tử bảo là lên đây xa quá, thầy tổ chức khóa tu ở đây các thầy còn đang làm Phật sự xa quá, mà mỗi tháng thì thầy chỉ tổ chức cộng tu có một tuần vào cuối tháng từ 22 đến 28 mà lại tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật. Chúng con muốn là niệm Phật nhiều hơn. Có cụ có Phật tử hôm nay chúng con cao tuổi rồi, mắt mờ rồi, không nhìn thấy chữ nữa, cho nên không đọc được kinh, muốn niệm Phật. Thầy bảo nếu muốn niệm Phật thì ở dưới chùa ngoài ngày nào cũng niệm Phật. Đi xe buýt các Phật tử rất gần, gần hơn ở đây, cho nên các Phật tử cứ bắt xe buýt đến đó vào đó niệm Phật, cộng tu với đại chúng. Đó. Cho nên quan điểm của thầy là tu không nhất thiết là mình cứ phải là theo tuyệt đối một thầy, mà nơi nào tu theo chính pháp thì chúng ta có thể tham vấn và chúng ta có thể đến để cộng tu, để cho gieo duyên. Ví dụ như cũng tương tự như vậy, quốc độ Sa Bà của chúng ta là cõi hóa độ của Đức Phật Thích Ca. Vậy mà tại sao Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Dược Sư rồi hằng hà sa số các Đức Phật ở cõi tịnh độ khắp mười phương lại về thế giới này để dùng cái hóa thân để hoằng pháp, để tiếp dẫn chúng sinh? Hay là Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài là một vị đại Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, tại sao ngài lại sang thế giới này thì hiện ra các hóa thân để phổ độ chúng sinh ở thế giới này? Đó. Cho nên học Phật chúng ta không được vướng mắc là đệ tử quy y với thầy nào thì chỉ được sinh hoạt ở chùa đó. Mà khi mà không may cái chùa đó mà xảy ra chuyện gì, hoặc cái sư thầy đó hoặc là viên tịch đi, chúng ta không còn chỗ bám víu nữa, chúng ta là bỏ đạo. Hoặc là chúng ta tin tưởng vào một cái thầy nào đó tuyệt đối, mà khi không may cái thầy nào thầy đó mà tu tập mà cái nghiệp nó đến, mà hoặc là không tu được, hoặc là tu nó sai đường lạc lối của chính pháp, thì chúng ta nghĩ rằng thầy mình còn như thế, huống chi là mình, và mình bỏ đạo. Như vậy là chúng ta mất đi các cơ hội được thân người, là khó được gặp Phật pháp càng khó hơn, và được tu tập trong chính pháp của Phật là càng khó hơn nữa của mình. Cho nên cái này thì quan điểm của chúng tôi thì các Phật tử chúng ta đi, gọi là đi, ngày xưa các tổ gọi là đi sam thiền học đạo, đi sam thiền học đạo, hay gọi là đi hành khước. Đi hành khước, hành khước tức là đi bộ, ngày xưa các cụ đi bộ và đi hành khước. Cứ ở nơi nào có đạo tràng, có các bậc tôn túc trưởng lão cao tăng thạc đức mở pháp, khai mở pháp bảo, pháp tạng để giảng dạy, các vị đều đến nghe cả. Và bây giờ thì tôi cũng mong là các Phật tử chúng ta với cái tinh thần học đạo như thế thì chúng ta mới viên mãn được cái bồ đề tâm của mình. Giống như trong kinh Hoa Nghiêm, Thiền Tài Đồng Tử là đi học với 53 vị thiện tri thức. Ngài Thiền Tài Đồng Tử là đệ tử của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thôi. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát được gọi là một vị đại Bồ Tát trí tuệ bậc nhất trong các vị Bồ Tát. Thanh Văn thì Xá Lợi Phất, còn Bồ Tát thì là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Làm gì có chuyện mà Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát không đủ trình độ để dạy cho đệ tử của mình là Thiền Tài Đồng Tử? Nhưng tại sao Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lại dạy Thiền Tài Đồng Tử là một vị đệ tử xuất sắc của mình? Là gì? Ông nên đi sam học với tất cả các vị thiện tri thức trong kinh Hoa Nghiêm, đó là gì? 53 vị thiện tri thức. Thậm chí có những vị thiện tri thức đó không phải là đạo Phật mà gì, đạo Bà La Môn. Có những vị là theo các tôn giáo khác,
Nhưng mà gì, Thiền Văn Thù Sư là Bồ Tát dạy đệ tử xuất sắc của mình nên đến đó để gì, để cầu học. Muốn thành Phật đó, thì phải viên mãn gì, viên mãn trí tuệ và viên mãn công đức. Mà viên mãn trí tuệ thì không chỉ cái trí tuệ xuất thế gian, mà trí tuệ thế gian cũng phải học để biết. Thậm chí là Thiền Tài Đồng Tử đến học với cả những vị gì, cả những vị là đại tướng quân. Đại tướng quân để học những cái binh pháp, những cái này nọ của các vị, để họ học binh pháp để chiến đấu. Còn người xuất gia thì học binh pháp để gì, để hộ quốc an dân, học binh pháp để khuyên các vị vua chúa là dùng tâm từ để đối xử với gì, với kẻ địch, vân vân. Cho nên là cái này thì chúng ta phải thấy rằng học Phật đó là phải nương vào kinh, nương vào kinh Đức Phật đã dạy. Còn tất cả những lời giảng của các vị hòa thượng, các vị thượng tọa, các vị pháp sư đều là phương tiện. Ví dụ tôi bây giờ tôi phát nguyện là hành trì và giảng giải cũng như là khuyến hóa các Phật tử đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng 3 năm, nó cũng chỉ là phương tiện. Hay là rộng ra cho đến Hòa Thượng Tịnh Không khuyên chúng ta là gì, chuyên đọc tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, nó cũng chỉ là phương tiện. Tất cả cái đó chỉ là phương tiện. Đã gọi là phương tiện đó, thì nó có thể hợp với người này nhưng không hợp với người kia. Cụ thể có những người tụng kinh Địa Tạng một tuần, hai tuần họ thấy rất hoan hỉ, một năm nay họ thấy đại hoan hỉ, gia đình họ giải quyết được rất nhiều những cái công việc mà trước đây họ tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh Dược Sư, thậm chí là tụng kinh theo Hòa Thượng giảng ở trong kinh Vô Lượng Thọ, họ tụng kinh Vô Lượng Thọ 3 năm nay rồi mà không giải quyết được vấn đề gia đình của họ, cái vấn đề mâu mắc trong gia đình, nội bộ trong chuyện cuộc sống gia đình của họ như đất cát nhà cửa, rồi vợ chồng con cái lục đục vân vân, không giải quyết được. Mà mặc dù họ tụng một cái bộ đại kinh như vậy, một cái bộ kinh mà mười phương chư Phật đồng hiện ra tướng lưỡi tán thán khen ngợi và hộ trì như vậy, tại sao họ không giải quyết được những vấn đề nhỏ nhỏ trong gia đình? Vì cái duyên của họ, cái phúc báo của họ, gọi là nhân duyên của họ vậy, nó chưa hợp với cái pháp đó, chưa đến lúc hợp với cái pháp đó. Chứ không phải là pháp đó không màu nhiệm, pháp đó là không rốt ráo. Chúng ta phải hiểu rõ cái điều này. Mà cái phúc của chúng ta, tôi lấy một cái ví dụ giống như đứa trẻ mới đang học gì lớp 1, lớp 2, lớp 3, đem cho những bài toán, bài văn, bài lý của lớp 5, lớp 7, lớp 8, làm sao nó học được? Cũng là đi học, bảo lên bảo một đứa trẻ học lớp 3 lên ngồi học với các anh các chị lớp 10, làm sao nó hiểu được? Trừ những trường hợp thần đồng. Thần đồng thì chúng ta biết cả thế giới có khi vài năm mới xuất hiện một trường hợp, thậm chí hàng trăm năm mới xuất hiện vài trường hợp. Nhưng chúng ta có phải là thần đồng không? Nếu không phải là thần đồng thì chúng ta phải xem cái nhân duyên của chúng ta học cái gì phù hợp với cái phúc báo của chúng ta. Phù hợp thế nào là phù hợp? Chúng ta tụng kinh mà thấy an lạc, tụng kinh mà thấy trí tuệ khai mở, tụng kinh mà thấy cái tâm từ bi của chúng ta ngày một lớn thêm, tụng kinh mà thấy gì, hoặc niệm Phật mà thấy tâm của chúng ta an, không vọng động, không tán loạn và không ngủ gật, rồi không bệnh tật, vân vân. Thì đó gọi là gì, chúng ta duyên của chúng ta hợp với bộ kinh đó, hợp với pháp môn đó, thì chúng ta cứ thế chúng ta theo. Theo bao giờ chúng ta thấy học thuộc rồi, thông tỏ rồi, thì chúng ta có thể gì, cầu các vị sư phụ mà chúng ta tin chúng ta theo đó giảng dạy cho chúng ta thêm những pháp gì thâm sâu huyền diệu hơn ở trong Phật pháp, để cho chúng ta gì, làm cái tư lương hành trang, tăng trưởng công đức, và đi về các sau khi vãng sinh thì được về các phẩm vị cao hơn. Bình thường có thể chúng ta chỉ học như thế này, tu như thế này, chỉ vãng sinh và hạ phẩm, hạ sinh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm thượng sinh thôi. Nếu chúng ta làm tốt hơn thì chúng ta có thể được lên trung phẩm trung sinh, trung phẩm hạ sinh hoặc trung phẩm thượng sinh, thậm chí là lên thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, và mau thành Phật hơn. Đương nhiên càng lên phẩm vị cao thì chúng ta càng nhanh thành Phật. Địa vị chúng ta càng cao thì chúng ta phúc báo trí tuệ càng lớn và càng gần gũi A Di Đà Phật. Gần gũi và luôn luôn được nghe pháp thân của A Di Đà Phật thuyết pháp cho chúng ta nghe. Cho nên đấy cũng là cái lời đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắn nhủ tới các Phật tử trong, ở đây là mấy đạo tràng chứ không phải một đạo tràng, nhưng bây giờ chúng ta đang sinh hoạt với, phần lớn là sinh hoạt với một tổ,
ở chùa ngoài chúng ta. Nhưng mà ở đây thì nếu xét về đạo tràng thì cả đạo tràng Phật tử chùa Khai Nguyên thì ở đây cũng có tu với chúng ta này. Vì thầy cũng hướng dẫn các Phật tử muốn niệm Phật đi cho gần, thuận tiện bến xe đi cho gần mà niệm Phật cả ngày được á, thì cứ vào chùa ngoài. Thầy không có phải là các Phật tử ở Khai Nguyên thì chỉ được đến Khai Nguyên, không được đến chùa ngoài, không có. Đấy, cho nên đấy là phải khẳng định cho với chúng ta với cái quan điểm tu tập của đạo tràng chùa Khai Nguyên ở đây như thế. Một Phật tử nữa hỏi A Di Đà Phật, con bạch thầy, con xin thầy giải đáp giúp câu hỏi của con về gia đình nhà chú con. Chú con là em út trong gia đình nhà con, bố con là anh cả. Phải nói rất là rõ không? Trước đây khoảng 10 năm, chú con là một cán bộ lâm nghiệp. Bây giờ chú con đã về hưu. Nhưng thời gian này chú con làm nghề giết mổ và nhận làm cố cho các cơ quan cá nhân đặt nên chú con giết mổ rất nhiều, từ thịt chó, thịt gà, thịt mèo, thịt lợn, thậm chí thịt cả ngựa để nấu cao, và có lần làm thịt cả ngựa có thai. Giờ đây chú con bị ung thư phổi. Hai người con trai thì lấy vợ mấy năm rồi mà không sinh được con. Gia đình luôn lục đục. Đã đi nhiều đền phủ cầu xin nhưng không hết. Bây giờ con phải làm sao? Mong thầy chỉ giúp cho con để con nói với chú con cho gia đình con bớt nghiệp chướng này à, A Di Đà Phật. Chúng ta thấy không? Tất cả, không phải gia đình, riêng gia đình nhà Phật tử, người thân gia đình Phật tử này đâu, không phải riêng ông chú của Phật tử này đâu, mà các Phật tử cứ nghiệm, chiêm nghiệm lại hàng xóm nhà mình, trong thôn nhà mình, khu phố nhà mình, trong làng, trong xã nhà mình, tất cả những người làm nghề sát sinh đều giàu rất nhanh, nhưng mà lụng cũng rất gì, bại cũng rất gì, rất trắng, giàu phất lên thật nhanh. Thậm chí đang ở ngôi nhà cấp 4, chỉ 2-3 năm sau có nhà gì ạ? Nhà 2, 3, 4, 5 tầng luôn. Thậm chí có cả ô tô, xe máy đẹp để đi luôn. Nhưng mà chỉ khoảng 10, 15, 20 năm sau là cùng thôi. Con cái, hoặc là con cái phá, hoặc là sinh ra bệnh tật, hoặc sinh ra gì? Vợ đi ngoại tỉnh, hoặc chồng đi gì? Đi kiếm bổ. Và gia đình tự nhiên sinh ra lục đục, thậm chí là tan nát. Đấy chỉ là mới là cái nhân thôi các quý vị. Còn cái quả về sau á, nó mới là khủng khiếp. Khủng khiếp làm sao? Trong kinh Địa Tạng Đức Phật cũng nói rồi, mà rất nhiều những kinh điển đại thừa Đức Phật cũng đã nói, những người làm nghề sát sinh sau khi chết đi thường đọa trong tam đồ ác đạo, tức là gì? Là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Ngày xưa ở bên Trung Quốc có ông Trương Thiện Hòa làm nghề giết heo, mổ lợn, mổ trâu, mổ bò hàng ngày đó. Khi mà còn khỏe thì ông này không có tin Phật pháp. Ông này giết gà mổ lợn làm cái nghề sát sinh cho nên ông chẳng sợ. Thậm chí thì vợ ông đi chùa, ông còn cấm đoán và bảo rằng á, tao thì làm vất vả hàng ngày, mày cứ đem tiền của tao đem ra cúng gì mấy cái ông sư đầu chọc ở ngoài chùa. Thế đấy. Và cấm không cho vợ đi chùa. Các vị biết không? Nhưng mà khi về già, ông nằm ốm liệt giường liệt chiếu. Trên thân thể của ông á, tự nhiên những cái gì mình gọi là những cái, nó không phải bệnh hủi đâu, mà tự nhiên nó cứ nổi lên những cái u, cái nhọt á, nó to tướng hết khắp cơ thể. Và ông lên la gì thảm thiết cả ngày lẫn đêm. Cái mùi tanh hôi đến thì đến nồng nặc, vợ con cũng không gì, không hầu hạ được nữa. Và cái mùi khủng khiếp. Chúng ta biết cái mùi hôi, mùi thối ở trên cơ thể con người ta mà. Nó chẳng kém gì mùi cóc chết. Các cụ Phật tử chúng ta ngửi thấy mùi cóc chết bao giờ chưa? Hả? Mùi cóc chết á, cái mùi thối của nó hơn tất cả các loài vật khác chết. Con trâu, con bò hay con gì, con cá nó chết thối, nhưng mà cái mùi thối của nó á, chúng ta còn gì có thể chịu được một chút những cái mùi cóc chết các quý vị ạ. Con chuột chết trong nhà mùi nó ghê rồi, nhưng con cóc chết trong nhà mùi nó còn khủng khiếp nữa. Vì sao? Con cóc nó có cái chất gì ạ?
chất cực độc ở trên gì, trên da, trên thân thể, trên gan của nó, trên phổi của nó. Cho nên á, khi nó chết, cái chất độc nó phát tác ra. Vì vậy mà cái mùi thối của nó là khủng khiếp. Nhưng con người chúng ta khi mà trên thân thể lở loét cái mùi thối mà có giòi á, có bọ á, thì vừa tanh, vừa hôi, lại vừa thối, rất là khó chịu. Cho nên vợ con gì cũng không thể gần gũi hầu hạ ông ấy suốt được nữa. Vì vậy mà ông ấy thường đau và rên xiết khóc lóc một mình. May thay cho cuộc đời của ông, đó là gì, một hôm có một cái vị hòa thượng đi khất thực, có cái đi hoàng đi hóa duyên, và đi hóa duyên thì mình gọi là đi khất thực đó, đi qua cửa nhà ông ấy, nghe thấy tiếng gì, tiếng rên ở trong nhà là cứu tôi với, cứu tôi với, thế trong là khóc. Thế là ông sư, ông hòa thượng đi ngoài cửa tưởng là trong nhà có người bị ốm hay bị đau bị làm sao, hay là bị gì, bị người bắt cóc hay người gì, hay là người ta muốn giết. Cho nên là vị hòa thượng mới gì đi vào nhà. Vào nhà thì cứ theo cái tiếng rên nữa, thì vào trong gì, trong phòng, trong buồng ông ấy, thì thấy ông ấy đang nằm rên xiết, thì phải gọi người nhà thì chả thấy ai, về con cái vợ con đi đi làm hết rồi, để một mình ông ở nhà chơi chọi. Vì ông ốm bao nhiêu năm nay rồi không chết mà, thì nhà cũng phải gì của cải trước đây, ông làm được bao nhiêu á, nhà to cửa lớn thì bán sạch, bây giờ chỉ còn cái gì, cái vỏ ngoài nữa thôi, đồ đạc thì cũng đổi nón ra đi để chữa bệnh cho ông hết rồi, nhưng chưa khỏi. Thì bây giờ vợ con cần phải đi làm thì mới có ăn, cho nên nó cũng không ở nhà để ai nhà để chăm sóc cho ông được nữa, cho nên bỏ ông, bỏ mặc ông nằm ở đấy đi làm. Khi vị hòa thượng vào nhìn thấy ông ấy lên xiết như vậy, cho nên nó mới khởi lòng thương từ bi, nó hỏi rằng á, gia đình vợ con ông ở đâu mà có mình ở nhà nằm đây la một mình như vậy, khổ đau thế này, khổ thế này. Thì ông bảo, ông nói lúc đó thấy hòa thượng, ông mới rớt nước mắt, mới bảo là gì, sám hối thầy, không giấu gì thầy á, con mấy năm nay ốm đau quặn quẹo gì, tiền của trong gia đình gì đều đội nón ra đi chữa bệnh cho con hết sạch, cho nên vợ con nó phải đi làm thì mới gì mới có ăn. Chẳng giấu gì thầy, trước đây nhà con gì cũng có của ăn của để, nhưng á nay á, con mới nhận ra cái lỗi lầm của mình, rằng á trước đây do gì, sở dĩ nhà con có của ăn của để như vậy, do chúng con thì sát sinh hại vật quá nhiều, cho nên á nay con mới bị quả báo như thế này, con hiểu. Và tội của con nó lại còn cấm vợ con đi chùa nữa, đặc biệt là còn gì, là còn xúc phạm hủy báng các sư ở trong gì, ở trong làng nữa, ở gần đây nữa, các chùa gần đây nữa, cho nên nay con biết là con có tội rồi. Rất may là để hòa thượng nay đến nhà gặp con, chắc một cái duyên của con, cho nên thì xin là hòa thượng cho con được gì, được sám hối. Và nếu mà hòa thượng hoan hỉ thì xin làm cái lễ quy y cho con, vì con bây giờ không có cái gì nữa. Thì hòa thượng mới bảo rằng vậy thì được, nếu mà ông thì ông muốn quy y trước khi tắt thở như vậy thì ta sẽ thì quy y cho ông. Và hòa thượng ngay lập tức thì quy y cho ông ấy. Quy y xong thì tâm rất hoan hỉ và khuyên ông thì niệm Phật để hồi hướng, tiêu trừ nghiệp chướng sát sinh hại vật trước đây. Và ông ấy phát nguyện, ông ấy thì niệm Phật đúng 3 ngày. 3 ngày ông niệm Phật, các Phật tử ạ, nhất tâm 3 ngày niệm Phật. Và đến hết ngày thứ 3 buổi trưa vào giờ ngọ, tức là từ khoảng 11 giờ đến 1 giờ trưa, đó là giờ ngọ, thì vào chính ngọ khoảng 12 giờ trưa, ông cười vui và nói với vợ con ông rằng gì, hôm qua tôi thấy A Di Đà Phật Quán Âm Thế Chí đến để vẩy nước cam lồ và rửa tội cho tôi, và nói rằng á, vào giờ ngọ ngày hôm nay tôi đi. Và bây giờ hỏi vợ con chuẩn bị đến giờ ngọ chưa, vợ con bảo gần đến rồi. Ông bảo nếu đến giờ ngọ thì chuẩn bị đến giờ ngọ thì đi sang làng bên đó, thỉnh hòa thượng hôm trước đã đến để tụng kinh cho tôi. Thế vợ con để đi sang làng bên thỉnh hòa thượng về, cũng gần gần ngay đấy, sang thỉnh hòa thượng về, hòa thượng tụng biến kinh A Di Đà cho xong một cái, thì ông cười và chào hòa thượng, cảm ơn hòa thượng đã thì quy tam bảo cho con, đã dạy cho con cách niệm Phật. Và giờ A Di Đà Phật đến rước con rồi, con đi. Con đi đây. Thế là ông cười, ông hiện ra đi. Mùi hôi đang chuyển từ mùi hôi thối trong nhà trở thành như hương thơm ngào ngạt 3 ngày chưa tan. Đấy, người làm việc cực ác mà biết ăn năn sám hối thì cũng có thể qua được cái trường hợp này. Khuyên Phật tử này về á, khuyên ông ấy trước hết là phải để gia đình bỏ cái nghề sát sinh ngay, bỏ ngay lập tức thì mới cứu được, còn không bỏ thì
có Phật Thích Ca Mâu Ni, 10/3 đời chư Phật hiện xuống cái đất Ba Vì này cũng không có gì, không có cứu được ông ấy, không có cứu được gia đình ông ấy. Cái việc đầu tiên là phải dừng tất cả cái việc sát sinh lại, bỏ cái vấn đề đặt cơm quán, cơm hàng, các thứ đi. Thôi, tiền để làm gì khi mà cũng gì, cũng chữa bệnh hết, mà lại còn nghiệp hai đứa con lấy vợ, lấy chồng mà không có gì ạ? Không có con. Như vậy là tương lai là gì? Là tuyệt gì? Tuyệt tự, tuyệt tử, tuyệt tôn. Tuyệt tự có nghĩa là tuyệt tử, tuyệt tôn. Vì sau này, sau khi mất đi rồi, ai là người hương khói? Mà ở trong địa ngục rồi, không may mà vào trong địa ngục, tôi nói như thế. Không may vào trong địa ngục rồi thì ai là cái người ở trên này để làm phúc tu thiện, để hồi hướng cho đây? Dắt nhau vào đấy thì khổ lắm. Cho nên trường hợp này khuyên cái trước tiên, Phật tử này về nên khuyên là cả gia đình nên bỏ sát sinh hại vật, làm cơm cỗ, cơm bàn kia đi. Thứ nhất, cái thứ hai là phải cả gia đình nên gì? Nên phóng sinh tu húc tụng kinh Địa Tạng ở nhà để sám hối cho ông ấy. Biết đâu có thể khi mà sám hối đến cái mức gì cực độ thì ông có thể cũng khỏi bệnh ung thư, mà hai đứa con thì cũng sinh được được cháu. Cứ làm đi, nhưng trước tiên phải bỏ đó. Nếu chưa bỏ, bao giờ mà bỏ được cái nghề đó thì bảo gia đình xuống gặp tôi thì tôi sẽ hướng dẫn thêm. Còn chưa bỏ xuống, chưa bỏ được thì dừng lại. Câu trả lời ở chỗ đó. Con bạch thầy, con muốn cho các vong nhà con được siêu thoát thì phải làm như thế nào ạ? Mong thầy hoan hỷ. Con muốn gửi vong vào chùa thì phải làm thế nào ạ? Muốn cho vong được siêu thoát, trong kinh Địa Tạng nói rồi đúng không? Nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh gì? Bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, hồi hướng cho các vong linh đã mất của nhà mình, thì cộng với việc phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, tất cả các việc thiện mình có thể làm được thì mình đều làm. Chúng ta thấy trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng tiền thân của ngài là con gái của Bà La Môn, muốn độ cho mẹ mình, mẹ của mình đang đọa trong địa ngục, ngài muốn độ cho mẹ làm sao nhỉ? Nhất tâm lễ Phật, thậm chí là còn bán cả gì nhà cửa ruộng vườn để hồi hướng cho cha mẹ, cho người thân. Nhưng thôi, ở đây thì tôi không bắt các quý vị phải bán nhà cửa đâu. Nhưng mà cái gì quý của mình nhé, mình giữ hàng ngày, mà mình nhé yêu chuộng, quý kính nó, mình sẵn sàng xả vì gì, vì cha, vì mẹ, vì người thân của mình thì mới được. Ví dụ chẳng hạn, đơn giản, nó chỉ là 1 triệu, 2 triệu bạc thôi. Đôi khuyên ta, cái mà mình quý từ khi, có khi thật thì nó để 2, 3 đời nay, 4, 5 đời nay, cứ gì, bà truyền cho gì, cho mẹ, mẹ truyền cho chúng ta, 3 đời và chúng ta cũng nghĩ xong đời chúng ta không truyền cho con nữa. Nhưng bây giờ hiểu Phật Pháp, mình muốn cho ông bà cha mẹ tổ tiên của mình được siêu thoát, một cái đôi khuyên tai, xin tôi các vị, nó cũng chỉ đáng là 1 vài triệu thôi. Nhưng mà đây là cái tâm của mình sẽ gì không truyền nữa, mà mình gì siêu độ báo hiếu cho cha mẹ cửu huyền tất tổ của mình là sớm được siêu thoát. Làm bằng cách nào? Có thể như trong kinh Địa Tạng nói là đem cúng dường gì tôn tượng của chư Phật và Bồ Tát, hoặc rằng gì phóng sinh tu húc, hoặc rằng gì sắm sửa trai nghi, tức là đồ ăn thức uống để cúng dường trai tăng, hoặc rằng ấn tống kinh điển để truyền bá Phật Pháp, đem công đức đó hồi hướng siêu độ cho gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta. Thì Phật tử này hỏi muốn được siêu thoát cho các vong linh người nhà thì phải làm sao? Mà đây tôi lấy một cái ví dụ như thế, chứ không phải là các vị có khuyên tai, ai đeo khuyên tai, ai đeo vòng cũng phải đem gì đem để làm cái việc đó. Đây ý tôi nói là mình phải dốc kiệt lòng thành, dốc trọn lòng kính để mà làm cái việc đó thì sẽ được như nguyện thôi. Bằng không thì các quý vị để phát nguyện tụng kinh, nhất tâm phát nguyện tụng kinh ngày 3 thời hoặc ngày 2 thời tụng kinh niệm Phật, cứ nhất tâm như vậy hồi hướng hết ngày này qua tháng khác, thì khi mà đủ duyên lành, đủ công đức thì sẽ giúp được người thân chúng ta để siêu thoát. Trong kinh Địa Tạng nói bình thường ra chúng ta chả bao giờ thấy các vong linh người thân chúng ta về báo mộng hay về cái gì cả. Nhưng chúng ta tụng kinh Địa Tạng hồi hướng một thời gian, tự nhiên thấy người thân của chúng ta chết đã lâu rồi về báo mộng, hoặc là đi về cho chúng ta thấy mặt thôi. Đó là hiện tượng gì? Hiện tượng là họ đã được gì? Thoát khỏi ở dưới đường địa ngục ngạ quỷ, và họ được gì? Được đi sống, họ được tự do ở dưới cõi âm, và mới đến đấy lên để báo cho mình.
Các vị biết giống như người mà bị phạm tội, bị nhốt ở trong tù, họ có về thăm gia đình được không? Họ có được về phép không? Người đi tù có được về phép không các Phật tử? Vì sao? Vì họ mất hết quyền gì ạ? Mất hết quyền công dân, cho nên không có cái chuyện là người đi tù được về phép. Nhưng người đi nghĩa vụ quân sự có được về phép không? Có. Người đi công tác có được về phép không? Có. Đấy, người đi công tác đi nghĩa vụ quân sự thì quyền công dân của họ, cái quyền tất cả mọi quyền công dân của họ vẫn còn, cho nên thì họ một năm họ có thể xin đơn vị về phép mấy ngày. Người đi làm công chức nhà nước cũng được nghỉ phép gì? Ngoài cái nghỉ phép thứ bảy chủ nhật ra thì họ còn một năm còn được 7 ngày hoặc bao nhiêu ngày nghỉ phép nữa, họ dồn lại họ có thể ở nhà xa có thể về thăm người thân được. Đó, như đấy là còn quyền công dân. Trường hợp với các vong gia đình chúng ta mà có người mất từ lâu rồi mà không thể nào về báo được, chúng ta không có một tin tức gì. Có những trường hợp thì họ đi gì? Đi đầu thai lên cõi lành rồi, hoặc là họ làm người, làm súc sinh rồi thì không thể làm súc sinh là một con gì? Con lợn lên một con trâu rồi đi về báo tin được, rất khó. Trừ những trường hợp đặc biệt, ngoại lệ thì có thể có, nhưng mà đấy thì ít lắm. Hoặc là họ đi đầu thai về cõi khác rồi, đang làm con người rồi, thậm chí họ làm con người hàng xóm ngay bên cạnh nhà chúng ta. Hàng ngày chúng ta vẫn thấy ở đấy, nhưng mà thì chúng ta không có tuệ nhãn, không có thiên nhãn, cho nên không nhìn thấy, không biết được đấy là quyến thuộc ở kiếp trước của chúng ta. Cho nên coi như một bà hàng xóm thôi, một ông, một anh, một chị hàng xóm thôi, vẫn thân thiết, vẫn gần gũi nhau, có một tình cảm đặc biệt, nhưng mà không nhận được ra nhau, đó kiếp trước là vợ con, ông bà, cha mẹ, một thân quyến thuộc, bây giờ lại thành hàng xóm, vẫn thấy nhau đấy. Nhưng do không có tuệ nhãn, không có pháp nhãn, không có thiên nhãn, không có thần túc thông, túc mệnh thông, cho nên không biết được đấy là người thân của chúng ta. Cho nên khi chúng ta đọc tụng kinh Địa Tạng mà thấy được người thân chúng ta mà về mà cảm ơn, hoặc về cho chúng ta nhìn thấy người thôi. Hôm trước chúng tôi xuống giảng ở 2 tháng trước ở dưới Thạch Thất, dưới cái chùa Đại Đồng, chùa Bảo Quang, có một Phật tử nói rằng về mới tụng kinh có 21 ngày thì tự nhiên là thấy ông nội của chồng đi về cảm ơn và báo mộng rằng nhờ có gì, có các con các cháu mà tụng kinh niệm Phật mà ông được giải thoát, và ông đi về để cảm ơn con cháu và ông đi. Đó. Tụng kinh xong rồi đêm về 21 ngày sau thì thấy ông cụ, ông nội của chồng ấy, về nói thẳng như thế và ra đi. Thế thì hỏi tôi rằng tháng sau lên tôi lên giảng thì bị hỏi là như vậy là như thế nào. Tôi bảo đấy là mừng, đấy là rất mừng, vì giống như người gì, giống như không may mà gia đình chúng ta có một người nào đó phạm pháp, bị nhốt đi tù hoặc là gì, đáng nhẽ phải 30 năm, nhưng mà bây giờ vào trong tù làm tốt, gia đình chúng ta thì cũng khuyên hóa động viên, thường xuyên vào thăm động viên, một năm vài lần động viên, và cái tù nhân đó, tội nhân đó cũng gì ở trong tù cũng làm rất tốt, chấp hành kỷ cương pháp luật của gì ở trong nhà lao. Cho nên 15-20 năm sau gặp vào cái dịp mà chủ tịch nước, bộ công an và đảng nhà nước chúng ta hàng năm thường có một cái đợt gọi là cái đại gì nhỉ, đại ân xá, và được chủ tịch nước thì ký giấy ân xá một cái thì đương nhiên mới 15-20 năm nhưng mà đã được gì, được ra trước vậy, do gì, do làm tốt chấp lao phục dịch, làm các công việc tốt ở trong gì, trong nhà lao vậy, người thân chúng ta cũng quan hệ tốt thì cũng khuyên bảo tốt, cho nên cái người đó gì, người đó hướng từ một cái chỗ xấu ác, biết ăn năn hối cải cho nên sớm được tha, thì họ mới có thể về với gia đình chúng ta, đúng không? Chứ không có cái chuyện là đang ngồi trong tù mà được ra chơi đã được về. Cái đấy là trường hợp đó là mừng. Vậy á, đây trường hợp Phật tử nói muốn làm sao để cho các vong được siêu thoát thì có rất nhiều cách, nhưng về bố thí, phóng sinh, cúng dường, tu phúc, đọc tụng kinh Đại Thừa, nhất tâm hồi hướng siêu độ cho các cụ. Tụng kinh xong chúng ta phải nán lại 5-3 phút để hồi hướng. Cầu nguyện đầu tiên là mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long, Bát Bộ, Pháp Thiện Thần gia hộ cho. Cái những vong linh tên là gì đó mà mình không biết hết thì cứ đi vong linh nội ngoại gia tiên cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp của chúng con, nhờ vào công đức tụng kinh niệm Phật này, phóng sinh tu phúc vân vân này mà sớm được thoát khổ trong tam đồ lục đạo,
sớm được sinh trời người, sớm được gặp Phật Pháp, sớm được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A-di-đà. Đó là cái cách gì chúng ta hồi hướng cho vong linh chúng ta, người quyến thuộc. Rồi sau đó thì chúng ta mới hồi hướng cho người thân, chúng ta muốn cầu nguyện cho ai được mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, thì chúng ta mới tiếp tục hồi hướng theo, hồi hướng tiếp theo. Đó. Còn Phật tử nếu mà muốn đưa vong vào chùa thì phải làm thế nào? Cái này thì cũng đơn giản thôi. Ví dụ vào cái dịp chuẩn bị đến rằm tháng 7 tới đây nè, thì lễ hội Vu Lan, lễ Vu Lan báo hiếu, thì kể cả chùa ở đây cũng có. Phật tử gần đây thì làm ở đây, Phật tử trên Tản Biên làm Tản Biên, Phật tử ở Khai Nguyên làm Khai Nguyên. Nhưng mà cái ngày pháp hội chính, 3 ngày pháp hội trung phong là cái pháp hội thủ thắng, thì chúng ta nên cùng với quyến thuộc họ hàng chúng ta để cùng nhau đóng bè tập phúc, làm bài vị, làm sớ, làm lấy vài mâm cơm chay, 3 mâm cơm chay có điều kiện thì cả chi họ chúng ta làm đến ngày đầu ngày cuối, hoặc cả 3 ngày thì càng tốt, mỗi ngày là 3 mâm cơm chay. Mâm cơm chay cũng đáng là 200.000, mâm cơm thì cũng đáng là bao cả. Cả họ mà không thì không làm được cả 3 ngày thì làm 1 ngày, không làm 1 ngày thì làm một mâm cũng được. Mà chả có mâm nào thì người đến không cũng được. Cân hoa quả là được rồi, mà không có cân hoa quả thì đến không cũng được. Biết chắp gì, biết chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, biết tụng kinh là cũng được rồi. Đó. Thì đấy mình đem cái công đức đó để hồi hướng. Còn những cái cúng phả đổi ra tiên các thứ bình thường thì cũng được, nhưng cái đó cái công năng của nó thì ít lắm. Vì sao? Thì có mấy vị sư cúng thôi, có mấy Phật tử cúng thôi. Nhưng cái này pháp hội trung phong á, hàng mấy chục vị sư cúng, hàng 4-5 ngàn Phật tử thì đồng niệm trợ duyên, cho nên cái sức mạnh của nó là gấp bội phần. Vì vậy mà vào cái pháp hội đó thì trường hợp này chúng tôi khuyên là nên bố trí thời gian đến để làm cái lễ đó sẽ tốt hơn. Câu thứ ba, đại tràng hỏi là có người hỏi là hai vợ chồng con cùng tụng kinh Địa Tạng theo chùa, nhưng do tính chất công việc, buổi sáng con tụng kinh cùng chồng quyển thượng, đến tối thì tụng tiếp hai quyển còn lại. Nhưng mà nhiều hôm buổi tối do con phải dạy cháu nhỏ học bài nên không tụng cùng chồng được hai quyển, không tụng cùng chồng được nốt hai quyển. Đến sáng hôm sau con lại cùng tụng với chồng quyển thượng, như vậy có công đức không? Con có bị phạm tội gì không? À, không sao, tùy duyên đi. À, người học Phật, người tụng kinh ấy, cũng giống như gì? Giống như người ăn mía. Tôi lấy một cái ví dụ như vậy cho các Phật tử biết. Giống như người ăn mía, ăn khúc gốc, khúc giữa hay là khúc ngọn thì đều gì? Tất cả đều gì? Đều ngọt. Nên có cái khúc ngọn á, mình ăn một cái khúc ngọn á, mình khúc ngọn không á thì gì, nó có thể nhạt hơn một chút, hoặc ăn mình khúc gốc không á thì nó có thể hơi rắn lên một chút, nhưng mà gì, vẫn là cây mía ấy, nó vẫn gì, có vị ngọt. Phật tử tụng được quyển thượng thì Phật tử có gì, có công đức của quyển thượng. Tụng được quyển trung thì thêm công đức của, tôi lấy một cái ví dụ như tụng quyển thượng, mình quyển thượng không á thì có công đức gì, của ngọn mía chẳng hạn. Tụng quyển trung thì gì? Có thêm công đức của khúc giữa của cây mía. Tụng quyển hạ thì Phật tử có thể thêm cả cái gì, cái gốc của cây mía. Tụng trọn cả ba quyển tức là Phật tử có công đức gì, giống như ăn trọn cả cây mía vậy. Đó. Còn tụng được một quyển thì thôi, coi như mình ăn gì, ăn một khúc của một cây mía, không có tội gì đâu. Chắc chắn Phật không bắt tội chúng ta. Này Phật tử kia, nhà ngươi tại sao lại dám phạm thượng với ta như thế? Nhà ngươi tại làm sao chỉ có tụng quyển thượng mà không tụng quyển trung quyển hạ? Ta sẽ bắt phạt ngươi. Không có cái chuyện đó. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng gì, cũng không đến cầm cái tế trượng mà giống xuống ngay trước thì mặt chúng ta mà bảo, chỉ mặt ta mà bảo gì, tại sao ngươi gì, ngươi không kính trọng ta trọn vẹn, tại sao ngươi chỉ kính trọng ta có 1/3 mà không gì, không kính trọng ta cả gì, cả 3 phần trọn vẹn. Không có cái chuyện đó. À, cho nên đối với Phật Pháp á, là gì, đầu, giữa và cuối. Trong kinh luận nói tất cả đều là thiện. Cho nên là tụng được quyển thượng thì có công đức quyển thượng, tụng được quyển trung có thêm công đức quyển trung, tụng được quyển hạ thêm công đức quyển hạ. Chúng ta hiểu biết được Đức Phật dạy ở trọn vẹn trong bộ kinh để chúng ta thực hành thì công đức chúng ta sẽ sớm được viên mãn. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ.
trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.